Anh em nào thấy chậm, có thể tăng lên 1.5, 2 chấm. Có thể nghe hay hơn. Link full bộ bỏ dưới phần mô tả. 100 năm trước, sinh vật bất ngờ xảy ra biến dị tàn sát con người. Người chết vẫn biến thành thở biến dị cùng tấn công con người. Sau đó chuyện này bị mất kiểm soát, cả thế giới hóa thành địa ngục. Trong chiến đấu đã xuất hiện thức tỉnh có thiên phú mạnh mẽ, bọn họ đã đánh lui thở biến dị nhiều lần. Đến tận năm 2145, thở biến dị toàn cầu đột nhập tập kết thành quân đội bảo vệ con người ở phòng tuyến cuối cùng. Họ hạ chiến trường cuối cùng của thủ đô. Những thợ biến dị này xông lên không ngừng nghỉ, cung thủ thần cơ tam giai, trợ thủ linh năng tam giai, chiến sĩ trọng trì tam giai, người thức tỉnh cấp 1, cấp 2 đều đã tứ trận hết rồi. Cứ thế này nữa thì sợ là những người cấp 3 như chúng ta cũng không chống đỡ nổi. Cẩn thận, thứ này còn có phần bụi. Anh em, hỗ trợ tôi đập nát nó. Dịch nhầy của thở biến dị cấp 3 có thở phong ấn năng. Không sai, chúng ta không đánh chiếu được. Xong rồi. Chuyện như thế này. Là người thiên phú cấp thần mạnh nhất. Dạ nữ đại nhân, đừng có lơ là. Cảm ơn dạ nữ đại nhân đã ra tay tương cứu, cũng may là có dạ nữ đại nhân đến. Còn có thở đến biết gì? Ở ngay trên đầu dạ nữ đại nhân. Loại hình chưa từng gặp qua. Cảm giác không giống. Dám đứng ở trên đầu dạ nữ đại nhân, đập chết mày. Con mẹ nó, tao liều với mày. Có thể dùng một chiêu để đánh hạ hai thành viên cấp 3 đỉnh phong, nó không phải là thợ biến gì cấp 3 bình thường. Hồi lâu trước đi, đỡ nói cho tôi đối phó. Trong chiến đấu mức độ này mình chỉ là gánh nặng của giả nên đại nhân mà thôi. Giả nên đại nhân, ngài hãy bảo trọng. Chỉ đỡ một lần tấn công của nó thôi mà kiếm. Mình hiểu rồi, nó vốn chỉ là cái mà quân đội đã suy đấu vô số liệt. Vốn dĩ chỉ nên tồn tại trong lý thuyết. Thợ biến dị cấp 4. Chiến đấu với con này phải dùng hết sức mạnh. Cái gì? Đây chính là cấp 4 sao? Xem ra có người vẫn chưa biết gì về sức mạnh cấp 4. Sắp chết rồi. Không thể bảo vệ được thế giới. Không cần tâm. Hy vọng duy nhất của Hoa Hạ
Gia Ninh, người thiên phú thần cấp của ta bị bại trận rồi. Thế tấn công như vậy chúng ta còn có thể chống đỡ được bao lâu? Nếu như phát hiện Gia Ninh sớm hơn để cậu ta có thời gian để trưởng thành, thì có lẽ có thể ngăn cản được ác mộng này. Hết cách rồi. Đoàn viên vô tận đi. Tất cả phòng tuyến của chiến khu đã thất thủ rồi. Đã ba người thức tỉnh cấp 3 mang theo đạn hạt nhân mạnh nhất. Cho dù chết, chúng ta cũng phải chết cái tôn nghiêm. Có người mãi mãi tồn tại. Mãi mãi tồn tại. Bản tin buổi sáng hôm nay là ngày 6 tháng 11 năm 2061. Lịch mặt thứ cơ hoạch xây dựng khu an toàn số 337 dự tính sẽ khởi công vào ngày hôm nay. Bản tin nhanh chóng, khu an toàn Đông Hải số 67 đã bị hải thú tấn công, những người may mắn sống sót mau chóng sơ tán. Đau đầu quá đi. Không phải mình đã chết rồi sao? Phải làm sao đây? Hình như cậu ta thực sự tỉnh rồi. Có người muốn cậu ta không thể tham gia được kiểm tra. Nếu cậu ta bị lây nhiễm virus nên mới hôn mơ không tỉnh. Nhưng bên trong đã kiểm tra, nếu như chút nữa cậu ta làm ầm lên, vậy thì dứt đi, tiền cũng đã nhỏ rồi. Cũng đúng. Dù sao thì cậu ta cũng là một người bình thường, cũng không phải là đời sau của người thức tỉnh. Nhân vật nhỏ bé mà thôi. Chết thì nói là thi biến. Cậu không tỉnh thì nói không chừng vẫn có thể giữ được mạng đó. Đây là 3 năm trước mình đã trọng sinh và 3 năm trước sau cũng chính là người tham gia kiểm tra thiên phú. Thì ra ngày trước không kiểm tra ra được thì là do người dở trò, không nói nữa tiêu diệt anh ta. Sao có thể đã bọn họ thành công như trước được chứ? Nổ súng. Đây trước, mình đã bỏ lỡ kiểm tra, phải dựa vào nhà thi thở để sống. Sống lang bạc 3 năm mới bị quân đội phát hiện ra thiên phú thần cấp. Nhìn lúc đó chiến khu Hoa Hạ đã thất thủ rồi, căn bản không có thời gian và tài nguyên để trưởng thành. Chỉ dùng 7 tháng để tăng lên cấp 3, còn cách rất xa mới đạt đến cấp độ mạnh nhất, mà đã lên chiến trường đánh với biết gì cấp 4. Mẹ, Tiểu An xin lỗi. Không thở nói, không thở có hai người, xin lỗi. Mà bây giờ mọi thứ vẫn còn kịp. Chứ còn thông qua kiểm tra trở thành người mạnh nhất thì mình có thể cứu được những người quan trọng bên cạnh mình, kết thúc thời kỳ mặt thế này. Hệ thống kiểm thần mặt thế đã nói trói buộc. Người trói buộc Dạ Ninh. Nội dung nhiệm vụ. 30 phút sau, người trói buộc hãy chạm vào file kiểm tra. Mở khóa kích hoạt chức năng hệ thống chưa thể chạm vào file kiểm tra thì hệ thống sẽ biến mất ở phút thứ 31. Thông báo nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ, mở khóa kích hoạt hệ thống. Bất kỳ kỹ năng kiếm nào của bạn đều sẽ nhận được tăng cường gấp trăm lần, cường hóa thành kiếm kỹ cấm kỵ. Cái này hoàn toàn không giống với hệ thống mật thế mà người thức tỉnh nào cũng có ở đời trước. Chẳng lẽ là bàn tay vàng của mình? Họ có lẽ trùng sinh nên đã thay đổi, thôi bỏ đi. Chỉ cần cái tấm mạnh mẽ lên á, thì hệ thống gì cũng được. Phải mau chóng đi bắt đầu kiểm tra, sau đó tìm ra người đứng sau lưng chuyện này. Đếm ngược thời gian 31 phút 00 giây. Ở cầm vũ khí. Cảnh báo, có người truyền nhiễm chạy trốn. Đứng yên tại chỗ, hỏi tay ôm đầu. Thủ lĩnh là người thức tỉnh cấp thấp, những người khác đều là người bình thường. Cái tốt nhất hiện tại là dùng thủ lĩnh để uy hiếp anh ta dẫn mình xong ra ngồi. Không được cử động. Có hành động gì thì tôi sẽ đổ xuống.
Thả đội trưởng ra, cậu đừng có làm vậy. Tấn công khu an toàn của quân đội là tội chết. Đưa tôi đến quảng trường kiểm tra 3 giây để suy nghĩ, quá 3 giây thì anh sẽ chết. Thằng nhóc này điên rồi đúng không? Cậu đến đó làm gì? Mọi người bình thường đi tham gia kiểm tra. Đợi đã, cũng có lẽ là có hiểu lầm, chúng ta có thể nói chuyện. Đi. Thằng nhóc, tốt nhất là cậu có thể thức tỉnh. Nhưng cho dù cậu có thể trở thành người thức tỉnh thì cũng khó mà thoát được cái chết. Một thế kỷ trước năm 2042 mà tôi vẫn lâm toàn cầu bước vào thời đại tai họa. Dân số chục tỷ không còn đến 1/10 cũng là lúc đó. Người thức tỉnh đầu tiên xuất hiện, Liên Hợp Quân đội đã cứu vớt Hoa Hạ. Hôm nay là ngày quan trọng kiểm tra xem mỗi người có thiên phú hay không. Thành công thì là người thức tỉnh, họ chiến đấu bỏ vỡ một phương, thất bại thì sẽ rời khỏi đây sống một đời bình thường. Bây giờ bắt đầu từ người nói dội của người thức tỉnh. Đại biểu ủy viên quân sự của khu an toàn Thiên Phong Liêm Thiên. Có người truyền nhiễm uy hiếp con tin dẫn vào khu kiểm tra. Bỏ vũ khí xuống, tự bỏ phản kháng đi. Còn con đầu hàng thì sẽ chết ngay tại chỗ. Tôi không bị lây nhiễm, cũng không muốn làm cái lỗi nghi thức thức tỉnh. Tôi đến để tham gia kiểm tra. Vĩ là làm gì chứ? Bắt lấy cậu ta. Theo điều khoản thứ 137 của khu an toàn, người thức tỉnh được hưởng ưu đãi theo quy định. Chính là tội chết không tuân theo quân lệnh. Nhưng chỉ cần cống hiến đủ thì cũng có thể xóa bỏ. Người thức tỉnh, mày cũng xứng. Thằng điên, đã lúc này rồi còn nói điều khổ gì chứ? Sử tử. Sử tử ngay tại chỗ. Sao lại cái chiến cơ linh năng tốc độ siêu âm ở đây? Chỉ huy quan cao nhất của quân khu Thiên Phong. Người thức tỉnh cấp 3, đại thống lĩnh Tiêu Hải. Cảm giác áp bức mạnh quá, kiểm tra còn chưa bắt đầu, đại thống lĩnh đến đây làm gì? Bây giờ quân khu rất thiếu người thức tỉnh cao cấp, nếu cậu ta đã dám dùng mạng sống để đặt cược thì chúng ta cứ cho cậu ta cơ hội đi. Nếu như thức tỉnh không thành công thì xử tử tại chỗ. Đi, sắp xếp cho dẫn lên kiểm tra. Bây giờ kiểm tra luôn. Nhớ người xếp hàng tản ra. Thật sự cho cậu ta kiểm tra. Người bình thường vọng tưởng là người thức tỉnh đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Hả? Người tầng thấp luôn nói mình có thiên phú đúng là khiến người ta ghê tởm. Đời trước bị người ta hãm hại, làm bỏ lỡ kiểm tra, một bước sai là ngàn bước sai. Đời này bước đầu tiên là kiểm tra bắt đầu. Số mệnh do mình tự cầm nắm trong tay. Linh năng nhập thở, cảm giác quy thuộc này.
Cứ thử xem trước đã. Đang kiểm tra thiên phú. Thiên phú hiện tại là cấp D. Đang kiểm tra thiên phú. Thiên phú hiện tại là cấp sơ. Đang kiểm tra thiên phú. Thiên phú hiện tại là cấp B. Đang kiểm tra thiên phú. Không ngờ cấp bậc lại không ngừng tăng lên. Cái thằng nhóc này sẽ không thật sự là thiên phú cao cấp đây chứ. Thiên phú hiện tại là cấp A. Linh năng tràn vào lục phủ ngũ tạng, cảm giác thật là tuyệt vời. Phải là kiểm tra cái thói truyền thêm nhiều linh năng hơn nữa. Mọi người bình thường như cậu ta mà là có thiên phú cấp A, xác suất này hàng ngàn hàng vạn người cũng chưa chắc có một người. Hiện tại vẫn chưa tra ra kết quả cuối cùng, chẳng lẽ cậu ta có thiên phú cao hơn? Cấp bậc của cậu ta vẫn còn đang tăng lên. Đang kiểm tra thiên phú hiện tại là cấp S. Không, không đúng. Phải nữa vẫn chưa tuyên bố kết thúc kiểm tra, cũng chính là nói kiểm tra vẫn đang tiếp tục và nên vậy. Thì ra là thiên phú cấp S. Là một học mầm người thức tỉnh cấp 3. Thời khắc quan trọng này, bộ đội thiết giáp dưới lòng đất xuất phát, xuất thành phòng bị, phòng ngừa thời biến dị tấn công. Sơ động chiến cơ linh năng, tiến hành tuần tra quân sự trên không, ở khu xung quanh phòng chuyện ngồi yên muốn. Tất cả quân đội đến đây không phải là quân đội thì đều không qua được. Phong tỏa bộ phận ở trên không phía trên. Kiểm tra kết thúc. Các bộ kiểm tra. Cậu ta bảy mày là thần hiếp cấp SSS. Cấp SS. Nếu như nói cấp S là quân dự bị cho người thức tỉnh cấp 3, thì cấp S không ngồi dự đoán chắc chắn là có thể trở thành cấp 3. Xem cái thiên phong này sắp thay đổi rồi. Được, được. Khu an toàn thiên phong tôi cũng đã xuất hiện nhân tài rồi. Nghe rõ chưa? Được đại thống lĩnh khen ngợi như vậy, lời giấc mơ của chúng ta thật khiến người ta ngưỡng mộ. Thay đổi chóng mặt vừa nãy còn nói cậu ta là khiến người khác thấy ghê gớm. Rồi có ghen tị nữa, sau này người ta nói không chừng là cấp trên của chúng ta. Thiên phú của mình á, rõ ràng là cấp SSS, cao nhất trong lý thuyết con người. Không ngờ truyền thừa cực hạn của phải lên kiểm tra này á, lại chỉ có cấp SS. Thôi bỏ đi, lực ảnh hưởng của cấp SS á, cũng đủ mạnh rồi. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là nhiệm vụ của hệ thống kiếm thần. Hệ thống, bản điều khiển. Hệ thống kiếm thần đã tải xong người trói buộc dạ ninh, hiệu quả hiện tại là 81.000%. Ý lực kỹ năng. Và sau khi học được bất kỳ kỹ năng kiếm hệ nào đều sẽ cường hóa vô điều kiện đến kỹ năng đến cấp SSS. Hiệu quả phụ 1.80.000% dự trữ linh năng. Và mở khỏi giới hạn toàn thuộc tính. Bất kỳ mà không chịu hạn chế bởi thiên phú. Hiệu quả kèm theo hai cứ 48 giờ bản có thể sử dụng kỹ năng một lần mà không tiêu hao gì, không giới hạn đẳng cấp. Đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Đợi chút đã.
Đời trước cho dù là dùng sức mạnh của đất nước thì cũng chỉ có thể là có được hai người cấp S và một người kỹ năng cấp A. Bây giờ hệ thống kiếm thần lại có thể tùy ý cường hóa kỹ năng cấp SSS. Nhiệm vụ hiện tại: hợp được kiếm kỹ nội dung nhiệm vụ, hãy nhanh chóng hợp được một kỹ năng. Phần thưởng nhiệm vụ cộng 4 điểm thuộc tính tự do. Cảnh báo: cấm tiết lộ bất kỳ thông tin gì về bản hệ thống, người vi phạm sẽ bị loại trừ. Thú vị. Phần nghĩ cách lấy được cuốn kỹ năng xem sao. Bạn giỏi nên chúc mừng cậu đã kiểm tra được thiên phú cấp SS. Nói đi, muốn có phần thưởng gì á? Chủ tiểu nhất định á sẽ thỏa mãn cậu. Bạn đã nên chuyên chú vào nhiệm vụ hệ thống. Gọi cũng không có phản ứng gì, xem ra vừa trở thành người thức tỉnh nên vẫn chưa thích ứng được. Năm đó, chủ tiếu cũng ngẩn người rất lâu giống như cậu. Đi đi đi, đừng có ngẩn người nữa. Đến văn phòng của chú chúng ta nói chuyện đi. Được. Dạ này, có bị người ta vu oan làm chậm trễ việc kiểm tra, chú đã phái người không chớ hoàn toàn bộ môn liên quan rồi, nhất định sẽ điều tra rõ ràng và cho cậu một câu trả lời. Sau đó chú quyết định sẽ đỡ cậu làm người đầu tiên được chọn cho kế hoạch hạt giống. Chỉ cần bên trên xem xét thì sẽ có người cấp 3 chuyên nghiệp đến chỉ dẫn cho cậu, vật tư trang bị cũng đều sẽ được chú trọng cho cậu. Bây giờ cậu nói tình huống liên quan đến thiên phú của cậu đi. Chủ tiếu sẽ vạch kế hoạch giúp cậu. Chuyện của hệ thống kiếm thần không thể nói cho người khác biết được, cứ nói thiên phú nguyên bản cho ông ta biết là được. Tinh thần tác dụng là niệm lực khống vật. Tinh thần, cái này rất hiếm gặp đó. Khả năng cần chuyên gia của thủ đô đến đưa ý kiến cho cậu. Đúng rồi. Dạ nên muốn có phần thưởng gì? Thống lĩnh yếu, nếu có thể thì tôi muốn một cuốn sách kỹ năng lục kiếm kỹ. Cái này thì dở. Đi, mở một cuốn đến đây. Chỗ cuốn cấp cao ấy. Do đó, thống lĩnh yếu, đây là cuốn cấp bậc cao nhất trong dự trữ vật tư của chúng ta. Dạ nên cầm lấy đi. Cảm ơn thống lĩnh tiêu. Nếu như không còn chuyện gì khác thì tôi muốn trở về một chuyến. Vội về nhà báo tin vui cho người nhà sau. Chú có thể hiểu. Đi, điều mấy chiến sĩ tinh nhuệ đi theo bảo vệ giờ nên 24 trên 24 phải đảm bảo được sự an toàn của cậu ấy. Một khi có tình hình bất thường thì cứ vượt cấp liên lạc rồi báo cho tôi. Còn có chuyện dẫn đến xích chút nữa thì mất đi tư cách kiểm tra, trong 24 giờ tôi phải nhìn thấy được báo cáo. Bất luận người liên quan là ai cứ bắt rồi nói sau. Rõ rồi thống lĩnh. Khu tập trung thứ 6, khu an toàn tiên phong. Mấy vị tiền bối của đóng quân ở đây đi, tôi tự về nhà là được rồi. Mọi người mau nhìn kìa, đó không phải là giả định sao? Cậu ta đã trở thành nhân vật lớn rồi sao? Còn ngồi xe của bộ đội đó vợ. Nhỏ tiếng thôi. Người ta có nhiều người thức tỉnh bảo vệ như vậy chắc chắn là không đơn giản rồi. Tiểu An, anh em gái của dạ nên dạ Tiểu An, Tiểu An đời trước anh không thể bảo vệ em được, xin lỗi. Đời này anh chắc chắn sẽ không để em bị chút tổn thương nào. Anh, chúng ta đã một năm chưa gặp rồi.
Không phải anh đang ở trên trại huấn luyện sao? Sao lại ra rồi? Anh đã tham gia kiểm tra rồi, hả? Sao anh lại khóc? Không, không có gì. Anh gặp em nên vui thôi. Chúng ta mau về nhà thôi. Sau khi anh đi, mẹ vẫn luôn lo lắng cho anh đi. Được, chút nữa chúng ta cùng vào nhà cho mẹ một bất ngờ. Anh nhìn này. Hôm nay em rất may mắn đấy, nhặt được một vài linh kiện. Tiện đường có thể đi đổi mấy cái bánh. Hôm nay anh có thể ăn no chút rồi. Con bé ngốc, hôm nay chúng ta có thể ăn ngon rồi. Thật sao? Có thì sao? Đương nhiên ăn bánh bao nhiều quá thì ăn bấy nhiêu. Anh thật là thịnh soạn. Vừa kiểm tra liên quan đến đạo tạo thức tỉnh gì đó tiến triển thế nào rồi? Rất nhiều hàng xóm đều đang hỏi thăm. Đã qua kiểm tra rồi, mẹ con đã là một người thức tỉnh rồi. Thật, thật sao? Không hổ là anh trai em, anh đúng là niềm kiêu hãnh của em. Đúng rồi. Anh, có phải sau khi anh trở thành người thức tỉnh thì nhà chúng ta có thể ăn bữa cơm như này mỗi ngày không? Đâu có thể. Hệ thống, hợp sách kỹ năng. Nhiệm vụ hoàn thành, nhận được 4 điểm thuộc tính tự do. Kiểm tra được kỹ năng cấp sơ đột kích, kiểm tra được kỹ năng lội kiếm, thăng cấp kỹ năng thành công. Kiếm kỹ đột kích đã cường hóa thành kỹ năng cấp SSS, kiếm lô phong bạo. Kiếm lô phong bạo, sau khi tiêu hao 4.500 điểm linh năng thì có thể triệu hoán được dòng thác kiếm khí và gây rối và gây ra đòn tấn công mang tính hủy diệt đối với khu vực mục tiêu trong thời gian cực kỳ ngắn. Kỹ năng có kèm theo các đặc tính như là siêu tốc, xuyên giáp, phá hủy, các chia tách. Chú ý, lực phá hủy của kỹ năng này đã tăng 10.000% so với cấp bậc hiện tại. Hãy sử dụng và cẩn thận. Thật sự đã cường hóa kỹ năng cấp sơ thành cấp SSS. Cho dù đời trước gặp được tình cảnh hoành tráng như thế nào thì cũng chưa từng gặp được chuyện khó tin như vậy. Sử dụng một lần đã còn 4.500 điểm linh năng. Đây đã. Hiện tại điểm thiên phú là cấp 0, 15 điểm ý chí. Vũ trụ linh năng ở trong cơ thể là 1.500 điểm. Tấn thăng đến cấp 1 sơ cấp, điểm ý chí cao nhất là 20 điểm, 2.000 điểm linh năng. Cấp 2, 30 điểm ý chí, 3.000 điểm linh năng. Cấp 3, 40 điểm linh năng, 4.000 điểm. Nếu như không tính có sự hỗ trợ của trang bị thì sử dụng kiếm lô phong bạo một lần theo lý thuyết thì phải đến cấp 3 trung cấp mới được. Cũng may đặc tính thiên phú của mình là mỗi 48 giờ có thể sử dụng bất kỳ một kỹ năng. Nếu không thì cho dù linh khí trên người có bị rút sạch đó thì bây giờ cũng không thể dùng được một lần nào cả. Nhưng phiền phức là hệ thống kiếm thần không cho phép tiết lộ thông tin liên quan đến nó. Mình cũng không thể giải thích với người khác được nguồn gốc sức mạnh và kỹ năng. Cũng có nghĩa là trước khi tấn thăng đến cấp 2 phải tránh sử dụng kiếm lô phong bạo trước mặt người khác. Bây giờ là thời khắc quan trọng, đại thống lĩnh báo lên trên cơ hoạch hạt giống với gây phiền phức cho mấy thì tốt hơn. Nhân đời trước còn chưa từng có kiếm kỹ cao giai, thật là muốn dùng ngay thử xem. Đúng rồi, chẳng phải là quân khu có cái đó sao? Mật thời gian lâm, thời gian bởi vì có linh khí xuất hiện nên khắp nơi đều có các loại phá bản ngẫu nhiên. Sau đó, theo sự xâm nhập hoàn thành thám hiểm và rèn luyện,
Tài liệu liên quan đến phá bản dần dần á cũng bị con người nắm rõ, nhất là quân đội đã tiêu hao lượng lớn nhân lực và vật lực đã nghiên cứu phát triển phó bản thí luyện dùng để huấn luyện thực chiến cho bộ đội so với phó bản được hình thành tự nhiên, thì phá bản thí luyện có thể ra ngoài bất cứ lúc nào khi bị nguy hiểm đến tính mạng. Tính an toàn được tăng lên đến cực hạn, biến mất rồi. Đến phá bản thí luyện để thử kỹ năng không phải được rồi sao? Phá bản thí luyện của an toàn tiên phong, mở phá bản đơn cấp, giúp tôi loại hình gì cũng được. Đây là giả ninh hở tinh thần, vừa kiểm tra ra thiên phú cấp SS kia. Đại thống lĩnh đã có dặn dò, có thể mở phá bản cho cậu ta. Một mình vào á, đáng lẽ có người cùng cậu vào mới đúng chứ. Với thực lực bây giờ của cậu, một mình vào phá bản thì nguy hiểm quá. Tôi chỉ vào trong đã thử một số thứ thôi, rất nhanh là sẽ đi ra. Vào trong phá bản thí luyện, hoàn cảnh hiện tại thành phố độ khó nguy hiểm thấp. Đây là mô phỏng sau khi mặt thất ập đến chưa lâu. Vũ khí phá bản cho là dao găm sao? Đúng vừa ý của mình, vũ khí càng yếu thì càng tiện thử kỹ năng. Mày chút động chạy đến đây à? Đỡ tặng điểm sao? Cảm giác tay không tự. Bắt đầu đi sẵn. Lối thoát hiểm. Vẫn còn một con. Cho dù tố chất hiện tại của cơ thể không mạnh, nhưng dựa vào kinh nghiệm chiến đấu đời trước ở đấu phó với đội tăng thi này vẫn khá là dễ dàng. Xem ra kiểm tra kỹ năng phải tìm thợ biến dị thủ lĩnh của khu vực boss mới được. Đầu tiên ra khỏi tòa nhà bằng thang bộ. Sau đó đi qua đường phố khu vực boss nằm ở bên phải phía trước quảng trường. Ồ, đến đây tăng thi đã biến thành cấp 1 trung cấp rồi, phó bản bắt đầu tăng độ khó. Không cần lãng phí thời gian trên người bọn nó. Dùng cách nhanh nhất để tìm được boss mau chóng rời khỏi đây. Hay lắm, số lượng tăng dần theo cấp số nhân. Đáng tiếc cho dù có giết nhiều tăng thi phổ thông đi nữa thì cũng không tăng kinh nghiệm linh năng. Vẫn cứ đi thẳng đến khu vực boss. Các đuôi bọn này trước rồi nói. Đã đến khu vực boss. Đã đến khu vực boss. Đã đến khu vực boss. Thể biến dị cấp 1 đỉnh phong tước thi giả tấn công đến. Tốc độ nhanh quá. Bốt. Tước thi giả. Của phá bản kiểm tra là thở biến dị cấp 1 đỉnh phong. Dựa theo lễ thường mà nói, đỡ đối phó với một con thở biến dị cấp 1 đỉnh phong thì ít nhất cần 3 người thức tỉnh cùng cấp đánh. Nếu như không phải để kiểm tra kỹ năng thì bây giờ mình chỉ có cấp 0. Cho dù thiên phú mạnh cỡ nào thì cũng không thể đối phó trực diện với thở biến dị cấp 1 đỉnh phong này được. Còn có vô số tăng thi bình thường ở bên cạnh tức thi giả. Cho dù là một tiểu đội chiến đấu tính nhỏ cấp 1 thì cũng khó mà thoát được. Nếu những kỹ năng không mạnh như trong tưởng tượng,
Thì cho dù có thảm hại thì cũng chỉ có thở thoát khỏi phó bản. Kỹ năng chuẩn bị phát động. Kiếm lô phong bảo. Đây là một chiêu quét sạch. Nếu như không đến kiểm tra thì hoàn toàn không thể tưởng tượng được lực sát thương của kiếm lô phong bạo. Sức mạnh này cho dù là thẩm biến dị đỉnh phong cấp 2 yếu một chút thì vẫn có thể tiêu diệt trong nháy mắt. Mà mình bây giờ mới chỉ vừa đến cấp 0. Giết được thẩm biến dị đỉnh phong cấp 1 nhận được 5 điểm kinh nghiệm linh năng phó bản nhân tạo, đã trừ 50%. Kinh nghiệm phó bản nhân tạo tất cả đều đến từ linh năng thạch mà chiến khu cung cấp, sát sức rơi rớt độ cũng không bằng phó bản bình thường. Nhận được trang bị màu trắng găng tay linh hoạt. Nhận được trang bị màu trắng găng tay linh hoạt. Đời trước mình chưa từng nghe nói là có ai nhận được trang bị ở trong phó bản kiểm tra, bây giờ lại có các trang bị. Một linh hoạt, tốc độ ra tay và bắn tăng 15%. Ở mặt thế này, người thức tỉnh cấp 2 cũng chưa chắc đã có thể có đủ cả một bộ trang bị màu trắng. Có một cái đã là một bắt đầu không tệ rồi. Hiệu quả kiểm tra đã đạt được rồi, còn may mắn lấy được trang bị cứ ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì. Thôi khỏi phó bản. Thế xong rồi, đó anh lĩnh bài, cảm ơn. Ra cũng nhanh, chắc nhìn thấy cái đám tăng thi đã bị dọa không hề nhẹ. Là ai đã lại thả tiểu đội cấp 1 vào phó bản vậy? Không phải đã bỏ, đã nói rồi sao? Phó bản đơn độc không thể cho nhiều người vào như vậy. Duy trì phó bản rất khó, đã nói với các người bao nhiêu lần rồi sao vẫn không nhớ vậy? Anh không có cho tiểu đội vào phó bản đơn, chúng tôi không dám. Không ai. Thật sự không có tiểu đội vào. Vậy thời biến gì cấp 1 của phó bản đang đơn độc kia sao lại chết? Còn đấy đã trang bị gì nó cũng rơi ra nốt rơi, cũng không thở có người thức tỉnh cấp 2 rảnh quá vào phó bản đơn độc chứ. Vừa nãy thì chỉ có một mình Dạ Ninh vào phó bản rồi. Cậu ta nói cậu ta đi làm kiểm tra gì đó. Chẳng lẽ cậu ta đi kiểm tra một mình giải quyết boss phó bản à? Bắn súng. Bắn súng đi. 15 cái bột mì một khẩu, tặng 2 viên đạn. Mở ngựa chiên, một điểm tín, dụng nửa cân, bán đi. Thì cái thợ giải quyết cái thợ biến dị cấp 1 đỉnh phong một cách dễ dàng, nhưng tình thế vẫn không lạc quan. Các người nhanh một chút, lính tuần tra sắp đến rồi. Tránh ra, nhập cuộc. Của nhà nào vậy? Trông cho cẩn thận đi. Mau chạy đi. Chưa cỡ tai biến một năm sau. Vụ an toàn thiên phong sẽ bị một lượng lớn tới biến dị các ba tấn công sẽ chết đại khắp nơi. Chính là 10 ngày sau. Trong công vật thành thiên phong sẽ có tăng thi bạo động hình thành thi triều đến tấn công của an toàn của thiên phong. Nguy hiểm của Tiểu An và mẹ vẫn chưa được giải trừ. Còn phải tăng thực lực nhanh hơn nữa. Tình báo khẩn cấp khu an toàn Thiên Phong phát hiện một người thiên phú cấp SS. Mọi người đã xem chưa? Khu an toàn thủ đô, bộ quân chỉ huy tập đoàn trung ương. Người thiên phú cấp SS còn là máu thuần. Đây là một hạt giống tốt. Nhiệm nên cấp SS, người thức tỉnh thuộc tính ý chí họ tinh thần. Gần đây có nhiều người cấp 3 tử vong, có nhân tài như vậy bổ sung cho chúng ta là một chuyện rất tốt. Phải tăng tốc đào tạo với tài nguyên tương ứng của một cung cấp.
hay là trực tiếp nạp vào quân khu thủ đô, đỡ thống soái đích thân dạy dỗ. Ý ông này là cậu ta sẽ đột phá cấp 3 lên cấp 4 của cái hố không thể bước qua kia. Đến hiện tại, tất cả người thức tỉnh cao gia của chúng ta, cho dù là 4 đại thống lĩnh hay là mười mấy người cấp 3 đỉnh phong của quân đội, thậm chí là thống soái chúng ta, không ai có thể đạt đến cấp 4. Bởi vì chúng ta đều không được có tài nguyên đào tạo tốt nhất ngay từ lúc đầu. Bắt đầu từ tài nguyên là một đề nghị không tệ, rất đáng để thử. Được, Gia Ninh, người thiên phú cấp SS được chỗ và có hạch là hạt giống đào tạo hàng đầu, lập tức điều cậu ta đến quân khu thủ đô. Tôi phản đối. Có ý gì? Thiên tài như vậy cũng phản đối. Người quân khu thứ tư, các người là chuẩn bị biểu diễn văn nghệ truyền thống tranh cãi rồi sao? Đoạn cuối của tình báo khẩn cấp các người vẫn còn chưa xem. Cậu ta là người thức tỉnh thuộc tính ý chí của hệ tinh thần. Từ trước đến nay, trong 70 năm gần đây chưa từng có một hệ tinh thần cấp 3 nào cả. Người thức tỉnh thuộc tính ý chí hệ tinh thần. Tổ chức cơ thể của người thức tỉnh hệ tinh thần rất yếu ớt á. Người bình thường còn người hỗ trợ. Nếu như không có người thức tỉnh khác bảo vệ, chuyện đấy đơn độc thì chính là gánh nặng. Mà nhiệm vụ tấn giai cá nhân cấp 1, tấn giai cấp 2 đều là cực may mắn. Cấp 2 đỉnh phong tấn thăng cấp 3 như các vị đã biết, thế lỡ người thành công là không. Thôi bỏ đi. Hở cấp độ quan trọng của hở nên đi. Tài nguyên quan trọng không thể lãng phí được. Ngày hôm sau, cơ hội của chúng của Gia Ninh bị người khác bãi bỏ rồi. Hở cấp độ quan trọng. Hở tinh thần không thở trở thành cấp A. Đánh giá tiềm lực chỉ bằng với cấp A, thậm chí là thấp hơn. Ý nghĩa đào tạo không lớn. Tiêu thống lĩnh, vậy chúng ta có đối đãi cậu ta như trước kia đã nói không? Cấp trên đã xác định Gia Ninh không có tiềm lực. Nói như vậy thì hỷ đãi ngộ vốn có của Gia Ninh đi. Rút lui những người đã được phái đi bảo vệ cậu ta. Còn có chuyện điều tra sự việc ngăn cản Gia Ninh kiểm tra. Bởi vì người tình nghi đã tự sát khiến manh mối bị gián đoạn. Có còn điều tra tiếp không? Trước đó đồng ý điều tra là nhìn trúng tiềm lực của cậu ta. Bây giờ không có tiềm lực nữa thì còn điều tra cái gì nữa? Đã đó, Gia Ninh, kết quả ý kiến của chuyên gia thủ đô đã ra rồi. Tiềm lực của cậu chỉ có cấp 2. Bên phía khu an toàn đã hủy đãi ngộ của cậu rồi. Cơ hạt giống cũng không còn tham gia nữa. Thứ này thông báo tôi cũng đã thông báo hết rồi. Tạm biệt. Sao tiềm lực có thể chỉ có cấp 2 được? Thiên phú của mình đạt đến cấp SSS. Cho dù là kiểm tra được cấp SS thì cũng đã đủ chứng minh tiềm lực rồi. Mình hiểu rồi. Khu an toàn Thiên An bị lượng lớn thợ biến dị vây công. Thời gian này, người thức tỉnh hở tinh thần vẫn bị coi như là rác rưởi. Mà lý luận, người thức tỉnh không thể đột phá đến cấp 4 là bởi vì thuộc tính ý chí không đủ. Phải bổ sung hở tinh thần, đến hiện tại vẫn chưa có người biết. Không ngờ đời này vẫn gặp chuyện ngoài ý muốn, khiến các tầng không ý thức được tầm quan trọng của mình. Đến thủ đô nói mình là người thiên phú cấp SSS, thức tỉnh tinh thần mới là điều mấu chốt để đột phá đến cấp 4 sao? Thôi bỏ đi, lời nói không cần căn cứ thì ai mà tin chứ. Điều nên làm nhất bây giờ là nghĩa cách mau chóng mà hồi phục thực lực đến cấp 3. Đến lúc đó mọi thứ đều sẽ được lộ rõ. Có hệ thống kiếm thần, có kiếm lâu phong bạo, khởi đầu tốt hơn đời trước nhiều rồi. Sự phát bắt đầu đi săn thợ biến dị, khu rừng hoang dã. Này, thằng nhóc đeo súng kia, cậu có muốn gia nhập vào đoàn đội của chúng tôi không? Tổ đội đi săn thợ biến dị cấp 1 sơ cấp thành công thì sẽ chia cho cậu một điểm tín dụng điểm. Để theo chúng tôi đảm bảo cậu sẽ an toàn. Tổ đội, kinh nghiệm của thợ biến dị cấp 1 vốn là không cao, nhiều người như vậy thì có thể chia được bao nhiêu điểm kinh nghiệm chứ?
Không còn đâu. Ơi giờ cái thằng nhóc cậu khiến tôi rất là bất ngờ đấy. Thấy cậu một mình nên muốn giúp cậu đúng là không biết điều. Đừng tưởng vừa trở thành người thức tỉnh thì không biết trời cao đất dày là gì. Chúng tôi có lòng tốt dẫn cậu, cái thái độ này của cậu có phải là chán sống rồi hay không? Tránh ra. Ồ, cái ánh mắt lạnh lẽo này cảm giác như đã bị dã thú nhắm vào rồi vậy. Là người đã trải qua nhiều cảnh sống chết mới có ánh mắt như vậy. Thiếu niên này có chút tà môn. Đến rồi. Rừng Lạng Thi, một trong những khu nguy hiểm nhất của một khu an toàn thiên phong. Nếu mà không có nhớ nhầm thì nơi sâu nhất trong khu rừng này có hai con sâu biến dị cấp 1. Trong đó có một con là cấp 1 đỉnh phong. Người thức tỉnh cấp con đến cấp 1 cần giết được 3 con thợ biến dị cấp 1. Trong phá bản kiểm tra đã giết được một con cấp 1 đỉnh phong rồi. Tuy đã giảm nửa kinh nghiệm nhưng cũng tương đương với cấp 1 bình thường. Giết thêm hai con ở trong rừng Lạng Thi này nữa là có thể thăng cấp. Nhưng cố gắng không dùng đến kiếm Lơ Phong Bảo. Mình không chỉ còn kinh nghiệm linh năng mà cũng còn cường hóa chức năng cơ thể. Tổ chức cơ thể người thức tỉnh hệ thần kinh là yếu ớt nhất, mình phải thay đổi ấn tượng của cao tầng. Không chỉ là mình, mà những người thức tỉnh cấp 3 có năng lực đều phải nghĩ cách thức tỉnh tinh thần mới được. Nếu không kéo dài đến khi cấp 4 giáng lâm thì đã muộn rồi. Phải nghĩ cách để cao tầng ý thức được tầm quan trọng của hệ tinh thần. Nghe thấy gì chưa? Là tiếng súng. Chẳng lẽ là của thiếu niên vừa nãy? Truyền đến từ gần chỗ thủ yếu. Nghe có vẻ như là cách đây không xa mọi người bỏ chạy đi, đừng có đỡ quả linh đang không tìm thấy mà bị thằng nhóc kia hại chết. Thở biến dị cấp 1 đỉnh phong thủ yếu tấn công. Thở biến dị cấp 1 đỉnh phong thủ yêu tấn công. Hai tên cùng tấn công. Con còn lại ở đâu? Có thể nhìn thấy, cảm nhận thấy thì chỉ có một con trước mắt. Có chút không giống rồi. Tốc độ nhanh quá. Đi đâu rồi? Cái thở nảy nở to lớn vậy mà lại có thể nhảy lên được. Hơn nữa, con thứ hai còn chưa xuất hiện, chẳng lẽ là muốn nhân cơ hội đánh lén? Không kịp tránh nữa rồi, cũng không kịp đỡ nghĩ kỹ. Chỉ có thể cố chống đỡ thôi.
Vừa nãy chắc là mình không có nhìn nhầm. Đội tá Phật, thở biến dị, nhị gia trung cấp, chúng đều rất điêu luyện. Không ngờ đối đầu với hai con nhóc gia là khiến kịch đội trọng thương, còn khiến hai người hy sinh cùng vậy nữa. Nếu như không phải con thứ hai trốn kỹ quá thì không đến nỗi chịu thương thành thế này đâu. Ở đời trước, Thầy Yêu ở đây là người quấy nhiễu, đều được một tiểu đội tinh anh của quân đội tiêu diệt. Lời nói của bộ họ lúc đó đã khiến mình hiểu lầm. Vẫn luôn có một con đang trốn mất trong nơi sâu, kết quả đáp án ở ngay trước mắt. Kẻ quấy nhiễu chính là ở trên người Thụ Yêu. Thì ra là như vậy, tiếng gào thét của kẻ quấy nhiễu chính là bút cường hóa Thụ Yêu. Nhưng xem ra thời gian duy trì của bút này không được dài. Hơn nữa lúc dùng bút, Thụ Yêu còn cố tình lùi vòng sau một bước. Không có biến chiêu, vẫn giống như chiêu thức tấn công vừa nãy. Nếu như không đốn sai thì tiếp theo sẽ lại nhảy lên cực cạnh mình. Sau khi nhìn thấu chiêu thức, chiêu này ngược lại càng... Sợ hãi lớn nhất của mày chính là kẻ quấy nhiễu. Lúc không ở trên người yêu thủ, quỷ quấy nhiễu yêu ớt vô cùng. Không ngờ không có bút của quỷ quấy nhiễu. Thủ yêu hoàn toàn không có cường độ của thợ biến dị nhất giai đỉnh phong. Đừng có giấy vua nữa. Thu yêu, tạm biệt. Giết được kẻ quấy nhiễu thì biến dị nhất giai trung cấp, nhận được kinh nghiệm linh năng. Giết được Thụ Yêu thì biến dị nhất giai đỉnh phong, nhận được kinh nghiệm linh năng. Nhận được vật liệu vỏ của Thụ Yêu màu trắng, nhận được trang bị khô một khải giáp màu trắng. Nhận được vật liệu cửa trảo màu trắng, nhận được quả linh năng thi quả một. Tuy có tác dụng phụ nhưng ở trong chiến đấu bình thường coi như là cực phẩm nhỏ không tựa. Khô một hải giáp phẩm chất màu trắng thuộc tính trang bị cộng một thợ chót 5% sát thương, miễn giảm 30% sát thương súng, 5% sát thương vật lý. Tác dụng phụ khi bị lửa tấn công chịu thêm 10% sát thương đốt cháy. Đánh giá trang bị đạo của phòng ngự được tổ hợp hỗn hợp từ khô thủ, có thể cung cấp lực phòng ngự không tệ. Nhưng món đồ hiếm có vẫn là quả linh năng. Quả linh năng thi quả màu trắng, hiệu quả sử dụng sau khi dùng sẽ tăng một điểm thở chất vĩnh viễn và tăng 20% tốc độ hồi phục sinh mệnh, có muốn dùng không? Sử dụng. Đối với người thức tỉnh mà nói, tận một cấp giai lớn cũng chỉ là 4 điểm thuộc tính.
Mình giết hai con boss đã tăng được một điểm, thu hoạch được khá tốt. Ý áp linh đăng của boss biến mất rồi, chẳng lẽ tiếng súng đó là người thức tỉnh cấp 2 nào đó ra tay? Nhưng ở đây, ngoài người thiếu niên ăn hại lúc trước vợ chúng ta ra thì không còn ai cả. Vừa nãy đã cảm thấy thằng nhóc đó là tà môn rồi, chắc không phải là do cậu ta làm đấy chứ. Chuyện này khó tin quá đi. Nửa tiếng sau, nội thành khu an toàn tiên phong, điểm thu mua vật liệu tại biến dị. Xin chào, cậu muốn bán hết số vật liệu này sao? Bán hết, giá ước chừng bao nhiêu? Mặc dù có thể trực tiếp rao bán thông qua kênh giao dịch của hệ thống, nhưng ở giai đoạn hiện tại thì không thể lãng phí bất kỳ nguồn tài nguyên nào. Tiền phải tiêu trên lưỡi dao, cho nên giao dịch offline thích hợp với mình hơn. Xin chào, bốn món vật liệu của thập dị biến đỉnh phong nhất giai có thể dùng để chế tạo một bộ giáp và trang bị tấn công, giá khoảng 697 điểm tín dụng. Hình như đây là lần đầu anh đến. Vậy chúng tôi dùng ưu đãi khách hàng mới nâng lên giá 700 điểm tín dụng, anh xem có được không? Trong ngày tận thứ, 700 điểm tín dụng có thể đổi được 200 ký thịt hoặc thêm 7-8 lính đánh thuê bán mạng cho mình, được coi là một mức giá khá cao. Tôi không vấn đề, ông chủ, tính tiền đi. Vâng, điểm tín dụng đã được chuyển qua rồi. Anh hãy chú ý xem đã nhận được chưa. Chúng tôi còn bán cả trang bị, vật tư, súng bóng, thậm chí còn có thể tùy chỉnh theo yêu cầu đặc biệt. Vị khách này, cậu còn cần gì nữa không? Chỗ của ông có sách kỹ năng không? Lội kiếm kỹ. Sách kỹ năng kiếm kỹ có thì có, nhưng cấp bậc hơi thấp chút. Thực ra, không chỉ thương hội chúng tôi, cả khu an toàn thiên phong đều như vậy. Sách lụi kiếm kỹ cũng chỉ là cấp đơ. Chỗ chúng tôi có 3 cuốn, anh xem là có cần không? Kỹ năng cấp đơ, nội trạm, kỹ năng kiếm, hiệu ứng kỹ năng. Tiêu hao một phần thể lực, tinh thần lực sau đó tung ra một đoạn tấn công tích tụ sức mạnh về phía trước, gây ra 1-2 lần sát thương thuộc tính sức mạnh. Kỹ năng cấp đơ rút kiếm trảm, kỹ năng kiếm, hiệu ứng kỹ năng, tiêu hao một lượng thể lực nhất định, tăng tốc độ ra đòn gây ra 1.2 lần sát thương thuộc tính linh hoạt trong lần tấn công đầu tiên. Kỹ năng cấp D, chém liên tục. Kỹ năng kiếm, hiệu ứng kỹ năng, tiêu hao thể lực và tinh thần cao. Khi tấn công thực hiện 3 nhát chém nhanh, mỗi nhát gây 0.6 lần sát thương thuộc tính sức mạnh và có khả năng gây thêm hiệu ứng chảy máu. Đều là cấp thấp nhất, bò cũng đồ gà. Mặc dù sức mạnh của kỹ năng sau khi được hệ thống kiếm thần bạo cải không cần phải lo lắng, nhưng hiệu ứng của kỹ năng sau khi sửa đổi vẫn liên quan rất lớn đến kỹ năng gốc, vẫn không thể chọn vừa được. Giống như kiếm tức hồng lâu, tuy rằng y là khủng bố, nhưng chỉ phóng thích có độ chậm ngắn và phạm vi bao phủ quá lớn nên không linh hoạt. Sau này nếu gặp phải thở dị biến cấp cao linh, cao hở linh hoạt, một khi né được kiến thức hồng lâu thì nó sẽ có thể tấn công vào thời điểm kỹ năng của mình đang hồi. Vị khách quý này không lấy được quyển nào sao? Thật ra nếu cậu không vội, tôi có thể điều sách kỹ năng từ khu an toàn khác đến. Cậu chỉ cần trở với thủ tục, chúng tôi có thể tìm được kỹ năng cấp sơ. Nếu không chỉ định lỗi kiếp thì cũng có thể có cấp bư. Không cần đâu, cứ lấy cuốn rút kiếm trảm này đi. Tôi rất muốn xem thử kỹ năng tăng tốc độ ra tay thì sẽ được cường hóa đến mức nào. Có thể cách thực lực bán được vật liệu thở biến gì đến phong nhất dài. Vậy là nhìn trúng kỹ năng rác rưởi, chẳng lẽ có tiền là thích làm bừa. Thôi bỏ đi, lười phải nghĩ. Rút kiếm trảm, 600 điểm tín dụng đóng gói sách kỹ năng lợi cho khách quý của chúng ta. Sách kỹ năng của anh xin hãy cầm lấy.
Đi thông thả, hổ ngân lần sau lại đến. Có 100 điểm tín dụng. Mua chút đồ ăn ngon cho Tiểu An đi. Anh, sao anh lại có nhiều đồ ăn ngon như vậy? Anh là người thức tỉnh, không phải lần trước anh đã nói với em sao, sau này sẽ luôn có đồ tốt. Đây, anh đã mua mấy cái món đồ ăn vặt cho em đấy. Trong ngày tận thế, đảm bảo sự sống còn đó là điều không dễ dàng. Đồ ăn vặt là vật phẩm siêu xa xỉ. Ồ, anh. Nghe nói chị có nhà làm quan mới có đồ ăn vặt, mấy con phố này của chúng ta chưa ai thấy đồ ăn vặt bao giờ cả. Ăn đi. Sau này, những thứ vậy Tiểu An sẽ có rất nhiều, rất nhiều. Anh đảm bảo. Hôm nay, mẹ Tăng Ca sẽ không vờm Tiểu An đã ngủ rồi. Cô ta học kỹ năng rồi. Hệ thống kiếm thần. Hợp thành công sách kỹ năng cấp D. Rút kiếm trăm. Vị trí kỹ năng hiện tại là hệ trình 4. Kỹ năng thay đổi thiên tới lôi quang. Rút kiếm trạm cấp SSS. Hiệu ứng kỹ năng tiêu hao 4.000 điểm. Linh năng phát động một lần chém đồng thời đòn đánh đó sẽ được tăng 600% sức mạnh linh hoạt trong một giây. Đòn tấn công mang theo kiếm khí hủy diệt có thể gây ra những hiệu ứng chém hắt. Chi thở không thể quy lực lên mục tiêu trúng đầu tiên có thở sát, có xác suất nhất định kích hoạt hiệu ứng đặc biệt tốt sát. Tăng 600% linh hoạt dù chỉ trong một giây cũng có thể bù đắp cho độ chậm tấn công của kỹ năng, quả nhiên đã chọn đúng. Tiếp theo vẫn là nên kiếm chỗ thử nghiệm kiếm kỹ. Đi đâu bây giờ? Ồ, mình nhớ ra rồi. Nếu muốn so sánh độ nhanh thì chỉ có nơi đó mới thích hợp. Hai tiếng sau ngồi ô thành phố Nghiên Thiên Phong. Chính là ở đây. Có vẻ như dù là kiếp trước hay là kiếp này thì khu dân cư Kim Nghiên cũng đều là khu dân cư không ai thăm dò. Tiểu khu Kim Nghiên. Nhưng kiếp trước trong lúc vô tình mình phát hiện ra rằng trong khu dân cư này ẩn chứa một thở độc biến nhị giai gần như đã có tốc độ và sự linh hoạt đến mức tối đa. Mà trên người của nó còn có một trang vị màu lam có giá trị cực cao. Tiêu rồi, bị dính rồi. Cũng may là chỉ là một con tang thi, nếu như là kẻ trèo leo thì hậu quả không dám tưởng tượng. Chiến đấu với nó trên đầm lầy độc này sẽ là chế độ địa ngục. Mau đổi nơi khác. Đời trước đánh nhau với nó mình đã là nhị giai. Cả người là trang vị màu lam mà đánh với nó vẫn bị thương nặng. Bây giờ tốt cho cơ thể này hãy chậm chút thôi, sợ là sẽ bị kẻ leo trèo sẽ tan thành mảnh vụn rồi. Nếu như không nhớ nhầm thì chắc kẻ leo trèo đang ở gần đây. Ở đây đời trước có thứ này.
Có lẽ lúc đó không có chú ý cảm giác cái thể dùng đã tạo bẫy. Vậy mà lại xuất hiện quái tên anh ẩn. Phải mau chóng tiêu diệt nó. Lỡ như kẻ leo trèo xuất hiện nữa thì... Nhanh như vậy mà đã trúng chiêu rồi. Vậy đúng là hữu dụng thật. Dị thở biến dị nhị giai trung cấp. Kẻ leo trèo xuất hiện. Tiêu rồi. Cục diện 1-2 này vẫn xảy ra. Sao cảm giác tốc độ của nó còn nhanh hơn cái đợt trước nhỉ? Bởi vì nguyên lý bóng dưới điện, khoảng cách với kẻ leo trèo quá gần nên chiêu tấn công tiếp theo của nó dựa tránh. Nhưng điểm mà con quái tinh anh kia dồn lực tấn công thì không dở suy đoán. Không có thời gian để suy nghĩ nhiều, kỹ đòn tấn công của kỹ liêu triều phải tránh được đòn tấn công của quái tinh anh. Chỉ cái thở chống đỡ thôi. Đặt cái bẫy kia đúng là thừa thãi thật. Bây giờ lại còn bị thương nặng hơn. Tuy đã được kiểm tra kỹ năng nhưng tình huống bây giờ nguy hiểm, có thể dùng được kiếm lâu phong bảo thì sẽ đảm bảo hơn nhiều. Nhưng bây giờ dùng kiếm lâu phong bảo tiêu diệt sạch thì dường như không có điều kiện. Tốc độ của người leo trèo nhanh quá, kiếm lâu phong bảo không đánh trúng được. Còn phải đồng thời tránh được đòn tấn công của hai biến dị thể, tổ cho cơ thể của giai đoạn của không gian không thể làm được. Vậy thì cho cái thế dùng kỹ năng thiên khích lưu quang thôi, nhưng là rút kiếm trẫm. Thiên khích lưu quang là tấn công đơn mục tiêu. Đợi đã, mình nhớ trong giới thiệu kỹ năng đối đòn tấn công của thiên khích lưu quang tự mang theo kiếm khí. Thì không biết kiếm khí dài đến đâu nhưng để đảm bảo thì mình cứ tính dựa theo độ dài ngắn nhất mà mình biết. Nhưng nếu như không ngồi dự đoán thì... Độ dài cánh tay cộng thêm độ dài của thân kiếm cộng thêm độ dài của kiếm khí thì cho dù tiếng khích lơ quan là kỹ năng đơn mục tiêu cũng đủ để tấn công hai con quái vật này cùng một lúc. Rút kiếm trảm thiên khích lơ quan. Chém hai con quái vật này chỉ dùng đòn tấn công hiệu ứng một lần. Không chỉ là giới thiệu trong game có thể tự gây ra sự vỡ tung chi thở bất quy tắc đối với mục tiêu đối trúng lần đầu tiên, thậm chí kiếm khí còn kèm theo hiệu ứng bắn tung tóe. Biết vậy thì đã không bảo hiểm tấn công hai con cùng lúc rồi. Không, không đúng, hiệu ứng tấn công cũng không nhất định nó sẽ được kích hoạt. Ồ, kỹ năng này còn cần nghiên cứu kỹ hơn. Vừa cấp giết được cái leo trèo, thợ biến dị nhị giai trung cấp nhận được điểm kinh nghiệm linh năng khổng lồ, giết được hai dưỡng nhân
Thợ biến dị nhất giai cao cấp nhận được điểm kinh nghiệm linh năng. Nhận được vật liệu thợ biến dị màu trắng chân leo triều. Nhận được vật liệu thợ biến dị màu lam tướng hiệp hạch tâm. Nhận được trang bị tơ phong lợi trảo màu lam. Tuy vừa nãy mới mạo hiểm nhưng kết quả nhận được là xứng đáng. Trạm canh gác quân khu Thiên Phong. Đây là cái gì? Năng lượng dao động bất thường chưa từng xuất hiện, phải bật cảnh báo. Chuyện gì vậy? Vì sao đột nhiên chu cảnh báo vang lên? Kiểm tra được cái dao động năng lượng dị thường xuất hiện ở ngồi ô, có phải là người thức tỉnh tam giai nào đó đã ra tay ở ngồi ô không? Người thức tỉnh tam giai quân khu Thiên Phong chúng ta không có ghi chép ra ngồi trong hôm nay. Có phải là vị đại nhân nào đó của quân khu khác đến thăm hay là một hoạt động đặc biệt nào đó của nước khác không? Mẫu cử người đến hiện trường điều tra. 20 phút sau. Do với chiến đấu như thế này là lần đầu tiên thấy, tôi dường như cũng không nhớ trong quân khu gần đây có người thức tỉnh tam giai nào sử dụng chiêu thức này. Đợi đã, cậu xem cái này đi. Cái gì? Theo năng lượng còn sót lại cho thấy linh năng được sử dụng trong kỹ năng của người này ít nhất là trên 4.000. Sau khi tung ra 4.000 linh năng không bị tê liệt ngay tại chỗ và vẫn có khả năng hành động thì phải là đại nhân vật tam giai trung cấp mới làm được. Ồ, đây là chuyện khẩn cấp. Đã vượt qua toàn bộ biên hạ của chúng ta rồi, phải lập tức báo cáo với đại thống lĩnh. Khu an toàn Thiên Phong. Thổ tính trang bị tốc độ cộng 4, sức mạnh cộng 2, tốc độ tấn công tăng 30%, hiệu ứng trang bị. Khi tấn công gây hiệu ứng ra 2 lần tấn công 120% sát thương. Kỹ năng trang bị vô lý. Giới thiệu kỹ năng. Khi kết hợp kỹ năng sẽ nhận được một đoạn hiệu ứng lao tới cự ly ngắn gây 180% sát thương, sẽ rách lên mục tiêu, kéo dài 2 giây. Vừa có thể dịch chuyển, vừa có thể bùng nổ, quả không hổ danh là trang bị cực phẩm, có thể quán được 6 vận điểm tín dụng trong kia kiếp trước. Món đời này cũng có thể bán được cái giá tốt. Thời gian muộn quá rồi, cứ treo trên mạng xem đã. Gửi. Vừa đang được có một giây đã có người hỏi giá rồi. Trang bị này á còn thiếu thị trường hơn cái đời trước sao? Xin chào, tôi muốn tơ phong lợi trảo này. Có thợ bán cho tôi với giá ưu đãi không? 6 bản điểm tín dụng, không mặc cả. Này anh bạn, tôi dùng các tài nguyên khác như trang bị kỹ năng thức ăn vân vân, đỡ thay thế một phần điểm tín dụng được không? Ông chủ có cồn đó không? Bỏ bản có thể bán được không? Làm ơn. Nhiều người muốn mua như vậy, xem ra không cần phải lo chuyện bán ra nữa rồi. Anh trai, kết bạn đi. Chúng ta bàn chi tiết giá cả cụ thể đảm bảo khiến anh hài lòng. Anh thật sự muốn. Cái trang bị cực phẩm này dù có phải đập nồi bán sắt bán sạch nhà của, không phải mua cho bằng được. Được rồi, hãy kiểm kê toàn bộ trang bị trong bộ lạc, đặc biệt là những cái thứ liên quan đến chức nghiệp kiếm sĩ. Rõ thưa thủ lĩnh, đảm bảo hoàn thành. Nửa tiếng sau, thủ lĩnh trang bị có thể tìm được điều ở đây. Ôi, cái cảm giác không đủ, phải đưa chút tiền để giữ hàng trước. Tiếp theo các người đi gom tiền phải nhanh. Điểm tín dụng định kim của ngài đã được chuyển lên. Người này thật sự rất thích trang bị này sao? Đời trước đến tận khi chết, mẹ và Tiểu An luôn phải sống ở trong lo sợ, không sống tốt được ngày nào. Bây giờ trọng sinh đã có tài nguyên, lại bác hộ chịu khổ, thì việc trọng sinh chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Mình phải đỡ mẹ và Tiểu An được sống cuộc sống tốt nhất. Ông chủ, những thứ còn lại đang được gom, ngày mai nhất định sẽ chuyển đến.
ngày hôm nay, ngày hôm sau, công ty bất động sản Thiên Phong. Xin chào, xin hỏi hai vị muốn mua loại hình nhà nào? Trước đây đã từng xem qua chưa? Tôi muốn loại nhà tốt nhất là nhanh một chút. Tôi còn gấp, có căn này á, có phòng luôn không? Ở đây thật là hào hoa. Người thức tỉnh cấp không cũng dám đến xem nhà. Một viên gạch ở đây các người cũng không thể mua được. Loại hình nhà tốt nhất còn 4 vạn điểm tín dụng rất đắt đấy. Anh tự qua bên kia xem thử những cái món đồ giá 2.000 đi. Tôi còn phải tiếp những khách hàng khác. Không cần, 4 vạn điểm tín dụng cũng được. Chuyển thẳng tiền luôn đi. Nếu như anh có tiền thì hãy chuyển thẳng chuyển vào ở luôn trong ngày. Có chuyển không? Cả người nghèo hèn chạy đến đây nói nhảm, không có tiền thì mau quýt đi, đừng có làm mất thời gian nữa. Sở dĩ hiện tại là 1.3 vạn điểm tín dụng, điểm tín dụng không đủ, không thể hoàn thành giao dịch. Ồ, đợi chút, đợi thêm vài phút nữa. Này anh bạn, không có tiền anh đến đây trêu tôi à? Vài phút nữa của anh thật là đáng giá, đợi một chút là có mấy vạn điểm tín dụng. Bạn có tin nhắn mới. Ông chủ, thời gian có hơi gấp. Tôi chỉ gom được 39.375 điểm tín dụng, thêm một số trang bị và quả linh năng. Anh xem có thể giao dịch được không? Tuy là trang bị trắng nhưng cũng miễn cưỡng được thành bộ. Một chiếc áo giáp chiến thuật làm từ da thợ biến dị màu trắng, 2 miếng đệm vai màu trắng, 1 miếng bảo vệ tay màu trắng, 1 chiếc quần da chiến thuật màu trắng, 1 chiếc nhẫn màu trắng, 6 quả linh năng màu trắng. Được. 39.375 điểm tín dụng định kim của bạn đã được chuyển đến tài khoản. Bây giờ có thể chuyển được rồi. Đại ca, đúng là tuổi trẻ, trẻ tuổi tài cao. Tuổi còn trẻ mà đã giàu có như vậy, tôi thật sự bị anh làm cho trốn ván rồi. Có chuyển khoản được không? Không được thì đổi người khác. Đại ca, tôi làm được, chỉ cần anh yêu cầu thì gì thì tôi cũng làm được. Thưa anh trai tôn quý của tôi rất hân hạnh được phục vụ anh, tôi sẽ làm anh hài lòng tuyệt đối. Chuyển khoản thành công. Anh, sau này chúng ta cơ thể sống ở đây sao? Sau này Tiểu An không cần đi ra bãi rác bới đồ nữa rồi. Cầm lấy chìa khóa đi, chút nữa tôi đi đón mẹ qua bên này. Anh không đi cùng em sao? Anh có việc cần ra ngoài một chuyến. Thời niên thu được từ việc tiêu diệt cái leo trèo đã không còn bao nhiêu, phải nhanh chóng bổ sung mới được. Thở về biến áo dài quanh Thiên Phong đã được quân đội dọn sạch. Còn lại một số điểm luyện cấp sẽ tự động làm mới, chỉ có thể dùng để rèn luyện những người mới thức tỉnh cấp thấp. Lúc này lựa chọn duy nhất chỉ có học viện thi hài, nơi đó là phụ bản ngồi khu an toàn Thiên Phong duy nhất có thể nổ rau quả linh năng. Trong phụ bản cũng có thể biến dị nhị giai, hơn nữa dựa theo đánh giá vượt ái còn có phần thưởng đặc biệt. Hiện tại vẫn chưa ai có thể đánh giá cao nhất phụ bản, tức là phần thưởng đặc biệt vẫn còn, mà mình có kỹ năng cấp SSS chắc chắn có thể đánh được học viện thi hài. Có đi vào phó bản cấp sơ học viện thi hài không? Các bậc hạn chế của phó bản hiện tại nhị giai. Xác nhận. Ghép nối thành công, số người trong phó bản hiện tại 14 người. 1 phút, 6 khởi động phó bản học viện thi hài. Bối cảnh hiện tại là bối cảnh bình thường, không có sự việc linh dị hay đặc biệt nào. Cái trong phó bản là những thẩm biến dị, giảm bi về một số ít người. Thời gian của phó bản được thiết lập là 7 ngày sau khi ngày tận thế bùng nổ. Có 5 người đã biến thành giam quy chiếm giữ học viện trước đó. Hoàn thành nhiệm vụ cơ sở thì có thể tự thoát khỏi phó bản. Nhiệm vụ cơ bản hiện tại sống sót ở học viện trong 12 giờ.
Trong thời gian này không thể rời khỏi học viện phần thủ nhiệm vụ trang bị tấn ngẫu nhiên S1. Kinh nghiệm linh năng 4. Có thể lựa chọn bất kỳ nhiệm vụ nào sau đây. 1. Tiêu diệt sát sống nữ không đầu độ khó cấp đưa. 2. Tiêu diệt thời biến dị đồ tở ở độ khó cấp sơ. 3. Tiêu diệt toàn bộ giam trong học viện độ khó cấp sơ. Xin chào mọi người, tôi là Cao Vân. Trước kia đã từng có ai đến phá vỡ học viện thi hại này chưa? Tôi từng đánh một lần, nếu như mọi người chưa có ai từng đánh qua thì tôi có thể tự đề cử làm đội trưởng cho mọi người. Tôi nghe nói độ khó của học viện thi hài rất cao, nếu như anh có kinh nghiệm thì dẫn đội đi. Độ khó của phó bản này được tính là độ khó trung cao trong các phó bản dị giai. Phối hợp không tốt thì rất dễ bị diệt sạch. Này, cậu, cấp 0. Thằng nhóc cấp 0 chạy đến phó bản này chẳng phải là tìm chết sao? Cái thằng nhóc nhập vào nhầm phó bản rồi. Chẳng lẽ không ai nói cho cậu biết đây là phó bản dị giai sao? Vợ lờ, sao thằng nhóm cấp 0 này lại trông có chút tà môn vậy? Cấp 0 đến đây làm gì? Chúng tôi không rảnh để chăm sóc cậu đâu. Nếu không chịu được thì chạy xa một chút, đừng có kéo chân chúng tôi. Thôi bỏ đi, cứ đi theo sau chúng tôi đỡ kiếm chút kinh nghiệm cũng được. Dù sao thì cấp 0 cũng cần cơ hội để tiến bộ. Nhưng các vị, phần thưởng cơ bản của phó bản chỉ là một món trang bị trắng. Chắc hẳn mọi người đều đến đây vì nhiệm vụ độ khó cao, vậy nên mọi người phải nhớ cho kỹ lời cảnh báo này của tôi. Tuyệt đối không được tự ý nhận nhiệm vụ, hiểu không? Lần trước, đánh phó bản không hiểu những cái này thì đã kéo hai con boss cùng đến một lúc. Kết quả là phần lớn đồng đội đều ngã xuống, toàn bộ với dựa vào hai đồng đội nhị gia đỉnh phong liều mạng với miễn cưỡng vượt ải. Lúc đó tôi bị dọa cho dở sống dở chết, không thu hoạch được gì, không dám nhớ lại quá khứ mà. Nếu mà như vậy, thuộc tính vẫn còn kém một chút, xem ra quả linh năng không thể dùng tiết kiệm được. Sử dụng quả linh năng sức mạnh cộng 1 tăng 10%, bộc phá tăng rất nhiều. Linh hồn cộng 1 tăng 10% lực phản ứng cộng 3 lần. Ồ, theo mình được biết, rất người thức tỉnh dị giai tổng thuộc tính của cả người cũng không được 18 điểm. Mà bây giờ, điểm sức mạnh của mình đã đạt đến 17. Bản thông tin cũng không khác mấy gì với người thức tỉnh dị năng dị giai. Điểm số này còn thêm hai kỹ năng cấp SSS. Chắc chắn có thể càng quét học viện thi hài. Lớp bảo vệ sắp biến mất rồi. Mọi người nhận nhiệm vụ đối thi bắt đầu trước. Boss này là dị giai trung cấp, chúng ta có 14 người cùng giải quyết nó thì sẽ không có quá nhiều tổn thất. Đội trưởng, dù sao thì chúng tôi đều sẽ nghe anh chỉ huy. Anh đội trưởng, chút nữa nếu có gì nguy hiểm thì hãy giúp đỡ người ta đi nhé. Yên tâm, nhất định. Đã chuẩn bị xong hết rồi thì đi theo sau tôi. Chúng ta đi. Ở phía trước kia không phải là người cấp không kia tự xông vào một mình rồi. Mấy kiếp cậu ta muốn làm gì, muốn tìm chết sao? Vậy thì còn chơi sao? Có ảnh hưởng đến chúng ta không? Một người chơi cấp không mà thôi mà cờ cậu ta. Mọi người cứ đi theo tôi, đội hình không lộn được. Tập trung tinh thần, chúng ta cũng xuất phát. Anh trai, có bọn em với. Bọn em đã bị nhốt ở đây rồi, anh có thể dẫn bọn em ra ngoài được không? Đồng đội đời trước tưởng rằng các người chính là NPC phó bản của nhiệm vụ chi nhánh nên đã dừng lại đỡ cứu các người. Cứ
Kết quả là bị các người đánh lén mất mạng vì bị cắn xé tàn nhẫn, khung cảnh đó tôi không quên được. Trong cái pháp bản, đồ tớ là chữa ra trang bị tốt nhất, nên tận thưởng tìm nó trước, rồi giống bốt ẩn sau. Dùng kiếm lâu phong bảo cùng giải quyết hết là được rồi. Khu bãi rác này chính là điểm hồi sinh của nữ thi mất đầu. Trước khi ra tay hãy cố gắng giảm chiến đấu với các quái nhỏ khác. Lúc đầu, càng giết nhiều quái của pháp bản thì lúc sau quái sẽ càng ngày càng điên cuồng, rồi tiếp đánh bốt thật ra là cái độ khó thấp nhất rồi. Sau khi giết được bốt đầu tiên, quái của cả pháp bản sẽ phát điên tập thử. Để lúc đó chúng ta hãy trốn đi, đợi hiệu ứng bút phát điên qua đi thì lại đi tiếp vào trong. Các anh đội trưởng đây chắc là sẽ rất dễ vượt qua pháp bản. Mẫu nhiên kia, đó có phải là bốt không? Nữ thi mắt đầu thở biến dị nhị và trung cấp tấn công đến. Bị phát hiện rồi. Mau ra tay. Tôi là hệ thống phòng ngự. Tôi có thể giữ chân quái được, mọi người mau tấn công đi. Tôi có chức nghiệp bắn cung, tôi đánh bắt đầu. Nữ trưởng dịch sang bên phải một chút để tránh bị ma lực tấn công làm ngộ thương. Cơ hội đến rồi. Đội trưởng, chuyện gì vậy? Vì sao bot lại đến chỗ chúng tôi? Xin lỗi, vừa nãy tôi không giữ được nó. Bây giờ được rồi, mọi người hãy tiếp tục tấn công dựa theo tiết tấu lúc trước. Cùng lúc đó, họ biến dị đồ tử chắc là ở đây mới đúng, sao lại không thấy? Đợi mình xem nhiệm vụ. Đợi chút đó, nhiệm vụ giết đồ tử đã không còn nữa, nhiệm vụ không phải là mình nhận là ai. Bố thứ hai. Vì sao lại ở đây? Đương nhiên là bởi vì tôi đã nhận nhiệm vụ rồi. Là một người thức tỉnh hội phòng thủ, rồi sinh đã không có cách nào để gây ra sát thương cao khi đánh quái. Khi cái tốt nhiệm vụ rất khó đã ưu tiên nhận được trang bị tốt. Nhưng nếu lúc bốt còn một chút máu đồng đội thì chết hết. Người còn sống sót hồn thành giết chết thì cho dù có đánh giá qua ải không cao cũng sẽ nhận được trang bị tốt. Ai đã nhận nhiệm vụ chẳng lẽ là người cấp không vừa chạy lúc nãy? Giả vừa không biết à? Mẹ kiếp, cái thú chó má định hại chết chúng ta. Cờ vân bộ chắc chắn sẽ không để cho gian cướp của tên cấp không kia được như ý đâu. Qua đi cho ta. Nếu tôi giữ chân quái, mọi người không cần quan tâm gì hết, cứ tấn công hết sức đi, nhanh. Đội trưởng, anh thật là tốt quá đi. Muốn đổ lỗi cho tôi rồi, nuốt hết trang bị sao có hạch không tợ nha. Đáng tiếc là tìm sai đối tượng rồi. Trong pháp bản này có hai bốt ẩn. Tiếp nhận nhiệm vụ cấp sơ giết thẩm biến dị khô cốt, tiếp nhận nhiệm vụ cấp bơ giết thi hài chi chủ. Đừng có ngỡ người ra đó, qua đây chơi đùa đi. Đều đã đuổi theo hết, còn đều là trạng thái cuồng nổ rất tốt. Đây không phải là cái tên cấp không kia sao? Cậu ta, sao cậu ta lại ở đây? Cậu mãn. Hả? Đây không phải thích chơi sao? Bốn con bốt kia cùng chơi cho sẵn khối đi. Cậu nhận hết nhiệm vụ rồi sao? Tôi phải xin lỗi cậu vì đã tặng cho cậu nỗi oan ức thế này rồi. Tên điên. Ngũ dĩ định chống lại các người thức tỉnh này, bao tiếng cuối cùng có giải quyết bốt cửa hạch
hoàn toàn bị cái tinh không giai cổ này phá hủy rồi. Mọi người mau chạy đi, tới thiên thai. Mọi người á, mau đi theo đội trưởng. Cũng được. Đồ tập trung tới tòa giảng đường thu dọn cũng tiện hơn. Không gian cũ, chạy cũng nhanh đó. Cậu muốn chết ra tôi sẽ thành toàn cho cậu, đừng có làm liên lụy người khác. Chuyện gì thế? Mình một người trảm kích cấp 2, cậu ta chỉ là cấp 0, không thể tránh được mới phải chứ. Đồng đội của cậu là chết dưới tay của đồ tớ nhỉ? Nhiệm vụ đó không phải tôi nhận. Cái gì? Lúc trước cậu cố ý thả nữ sinh tàn tật đã hại chết Trương Đào đúng không? Cậu muốn lấy chúng tôi làm bia đỡ đạn, một mình hưởng kinh nghiệm. Đây không phải là lúc đấu tranh nội bộ. Cái tên tiểu tử đó đã nhận tất cả nhiệm vụ tiếp theo rồi. Thời biến dị rất nhanh sẽ đuổi tới đây. Chúng ta bắt buộc phải thủ ở nơi này mới có hy vọng sống tiếp. Thủ? Sao phải thủ ở đây? Sao phải thủ đi? Bốn người dị giới biến dị thở đã cường hốt chúng ta căn bản không thể thủ nổi. Càng đừng nói tới hộ hai quân chủ, đó là dị giới đỉnh phong đó. Đừng cãi nhau nữa. Tòa nhà này không thể bị phá hủy, trừ phi nó là cấp 3. Trừ nói sinh tàn tật đó, ba người khác thể hình cũng khá lớn, chỉ có thể trèo lên từ bên ngoài thôi. Chúng ta chia thành hai đội chặn mọi tấn công từ xa tam đầu biến dị thế. Những người khác chặn nữ sinh tàn tật dị đi từ cửa lớn và đám zombie. Nếu như chúng ta có thể sống để ra ngồi. Tôi nhất định sẽ chém bay đầu của Cao Vân và không giết cậu đó. Cậu có thể kiên trì tới lúc đó đi rồi nói. Hỏa diễm phúng xạ, nhược điểm công kích. Hàng ban xuất thủ. Đây. Toàn lực tấn công của chúng ta căn bản không thể ngăn cản được. Không được rồi. Tôi rồi. Sắp hết sức rồi. Tôi rồi. Tiếp theo rốt cuộc có phải chơi, kết thúc rồi. Cũng tới khá đủ rồi. Muốn sống thì nhảy xuống theo tôi. Ý gì? Cậu ta là bỏ cuộc trước sao? Còn mày nó cái tên điên. Tên điên, phá vật. Ý áp mạnh quá. Là cái tên không giới hạn đó phát nổ ra sao? Cái này sao có thể? Dù sao đều sẽ chết, cược một lần đi. Nhảy theo cậu ta. Nhảy xuống dưới sợ rằng chết còn thảm hơn. Mình thu hợp phòng ngự, giữ nghiêng ở đây nói không chừng còn có thể giữ được. Cao Văn, cậu không nhảy là đúng đó. Kiếm lưu. Phong bảo. Đây là...
Đây là chuyện không giới làm ra sao? Chết, chết rồi. Bóp bị dứt trong nháy mắt. Cậu vẫn bị bốc hơi rồi. Chẳng trách cậu ta dám đến, cũng dám tiếp. Thực lực này ít nhất cũng là tam giai. Mọi người không sao chứ? Đại thần xin lỗi, tôi có mắt không thấy Thái Sơn. Trước kia đã quá to tiếng với ngài rồi. Trước kia tôi nói là chó cấp khùng, thực ra không phải. Là, không phải là nói ngài. Được rồi, chuyện này không quan trọng. Tiếp theo, các ngài á, các người hãy tìm hết những cái dân bi lọt lưới ở đây mà giải quyết đi, không vấn đề chứ. Không vấn đề, bắt đầu hành động đi. Vừa đẹp trai vừa mạnh mẽ, vừa trẻ. Vợ lợi, đại ca, anh có giới tính gì đấy, mau tỉnh lại đi. Đợi trước nghe nói, ở trên người của phụ của nữ thi đấu, của thi mất đầu có một trang bị màu lam ẩn. Là nữ hợp sọ, ở đâu đấy? Ơi, cái trận chiến đấu tàn phá quá rồi, không dở tiền. Ở bên đó, nhận được trang bị màu lam, đầu lâu ổn niệm. Đạo lâu ổn niệm hiệu quả đạo cụ tinh thần không vật, tinh thần thăm dò. Thiết minh đạo cụ đặt nó lên trán hấp thu để dùng. Chiếc đạo lâu này rất có ích với hở tinh thần. Hở tinh thần vẫn luôn bị coi thường như vậy. Chủ yếu là bởi vì không thể ngưng tụ thành tuyệt chiêu cụ thể gì giống như những người thức tỉnh hở khác. Không thể gây ra lực sát thương rõ ràng. Có cái bút này thì sự vùng dậy của hở tinh thần cũng sẽ trong tầm tay. Tinh thần khổng vật. Vỡ. Đánh. Ý lực không tử, đợi mình lên cấp thì chắc sẽ mạnh hơn. Thử, tinh thần thăm dò, vậy phụ đạo hệ thống phương hướng hướng bao giờ khoảng cách 12.3m. Phụ đạo hệ thống phương hướng hướng 10 giờ khoảng cách 28.5m. Xem ra, phạm vi thăm dò tối đa là khoảng 29m. Nhưng bây giờ cũng đủ dùng rồi. Tất cả zombie trong học viện thi hài đều đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Phó bản học viện thi hài, tất cả nhiệm vụ đều đã được hoàn thành. Lựa chọn thoát khỏi phó bản được khởi động. Sau khi thoát khỏi, sẽ được kết toán phần thưởng dựa theo sự biểu hiện ở trong phó bản. Người hoàn thành phó bản giả ninh đã hoàn thành phó bản 100%, cấp bậc phó bản cấp SSS. Phần thưởng bốc thăm ngẫu nhiên, trang bị màu lam 1, trang bị màu trắng 6, điểm thuộc tính bất kỳ 3, sai kỹ năng cấp bơ 1, vừa cấp giết được nữ thi mất độ, đồ tổ huyết tinh, khô cốt, quân chủ thi hài, nhận được thêm thuộc tính 2. Phần thưởng rất hậu hĩnh, trở về cái thở bằng trang bị trắng, lên mạng để bán. Cấp bậc của bạn đã tăng lên đến cấp 1 đỉnh phong, hãy mau chóng nhận nhiệm vụ tấn dài, hồn thành thăng cấp. Trang bị màu lam à? Xem rút được cái gì? Rút thưởng trang bị màu lam. Trang bị màu lam nhận được ủng thứ lôi. Thuộc tính trang bị linh hoạt cộng 2, tốc độ chạy cộng 20%, sức bật cộng 20%. Hiệu ứng trang bị. Khi đã mang theo hiệu ứng làm tơ liệt, hiệu ứng này không tiêu hao.
Kỹ năng trang bị lôi hình sau khi phát động tăng 10 điểm linh hồn trong 2 giây và có một lần tấn công xung kích. Tấn công cộng 10 điểm linh hồn. Như vậy thì chẳng phải là có thể được tính là hở linh hồn rồi sao? Đeo ổn thứ lôi vào, đi nhận nhiệm vụ tiến gia nhị giai thôi. Trung tâm nhiệm vụ Thiên Phong Đêm. Xin chào, muốn nhận nhiệm vụ gì? Nhiệm vụ tiến giai. Cấp 0 tiến giai cấp 1 sao? 4 nhiệm vụ của nhị giai đều nhận hết. Nhiệm vụ tiến giai hở sức mạnh, giết một số biến dị nhất giai đỉnh phong. Nhiệm vụ tiến giai hở linh hồn, lấy được lông cánh của thợ biến dị nhị giai phong diêu. Nhiệm vụ tiến giai hở thợ chất, lập đội giết thợ biến dị nhị giai hiếp hùng. Nhiệm vụ tiến giai hở ý chỉ, sống sót ở trong sự kiện lên dị sơ cấp trong vòng 24 tiếng. Cậu nói cái gì? Nhận hết 4 nhiệm vụ, cậu điên rồi hay là tôi đang nằm mơ vậy? Quả thật là cấp 0. Dạ nên cấp 0. Thì ra là cậu đang nằm mơ. Đến cái lỗi chuyện không thể nhận nhiệm vụ vượt giai cũng không biết sao. Cho dù là bỏ qua cái này đi, nhận 4 nhiệm vụ cùng một lúc, có phải là đầu của cậu bị hỏng rồi không? Người ngồi thất tỉnh sống hở ra thì ai cũng nhận từng nhiệm vụ một. Chẳng lẽ cậu không biết trường phạt sau khi làm nhiệm vụ thất bại là rất nghiêm trọng sao? Thất bại, nhiệm vụ đơn lẻ sẽ trừ 50% chữ thuộc tính. Thất bại tất cả thì tôi sẽ biến thành một người tàn phế, thậm chí là chết. Tôi quả thật là có thể gánh chịu được hậu quả này. Đáng giá thực lực. Nhất gia đỉnh phong. Bây giờ có thể nhận nhiệm vụ giúp tôi chưa? Được. Dạ, để con phải là vợ nên người thiên phú cấp SS sau. Muộn như vậy rồi, một tên cấp 0 như cậu còn đến đây, để nhận nhiệm vụ cần gì phải liệu vậy chứ? Đội trưởng đại đội trinh thám khu an toàn Thiên Phong Hồn Tiêu. Dù sao, có lăn lộn đến đâu nữa thì họ tinh thần có thể gây lên được đợt sóng gió gì chứ? Trường quan, thật ra dạ nên báo cáo đội trưởng đã tập hợp tất cả hồn tất. Nghi ngờ có phát hiện dấu tích của người mình thức tỉnh tam giai chiến đấu ở học viện thi hài. Cấp trên, mệnh lệnh chúng ta mau chóng đi điều tra tất cả đều nhanh nhẹn lên cho tôi. Xuất phát. Sở thú trước kia, bây giờ là thi lập viên. Thống lĩnh chúng ta không nói một tiếng với khu an toàn thiên phong sao? Sở thú thiên phong. Cậu thấy mấy ngày này thiên phong phải phái binh khắp nơi. Hình như là đang tìm cái thứ gì đó, sẽ không phải là chúng ta đấy chứ? Chắc không phải. Thống lĩnh khu Trần Giang, người thất tỉnh tam giai, Hồng Cương. Con trai Hồng Hương của tôi vừa được chọn vào danh sách A kế hoạch hộ chủ. Tôi muốn đi kiếm trang bị màu lam cho nó, không phải chỉ là chuyện lớn gì cả. Hơn nữa khoảng thời gian trước, khu Thiên Phong bởi vì giải nên cấp SS bị cấp trên từ chối mà cực kỳ buồn bã. Bây giờ đi nói chuyện này với bọn họ, không phải là chạm vào nỗi đau của người ta sao? Vâng, thống lĩnh nói rất có lý. Mà tình báo của cậu có chuẩn bị không? Ở đây thật sự có một con nhị giai đỉnh phong sắp tấn thân đến tam giai rồi. Tôi không muốn từ Trấn Giang chạy đến Thiên Phong xa xôi này mà lại vô ích. Thống lĩnh yên tâm, tình báo chắc chắn chuẩn xác, thi hộ. Chắc chắn có thể rớt ra trang bị màu lam. Vậy thì được, chuẩn bị thôi. Các cậu phụ trách dẫn các quái khác đi. Tôi muốn solo với thi hộ kia. Rõ thống lĩnh. Nhiệm vụ tiến giai, trong đó có hai cái là ở thi lập viên, có thể nghĩa cách cùng giải quyết luôn. Nhiệm vụ tiến giai hợp sức mạnh, giết một thợ biến dị nhất giai đỉnh phong thi cũ. Nhiệm vụ tiến giai linh hồn, lấy được lông cánh của thi thợ biến dị nhị giai phong diêu. Nhiệm vụ tiến giai hợp thợ chất, lập đội giết thợ biến dị nhị giai hiếp hụt. Nhiệm vụ tiến giai hợp ý chí, sống sót trong sự kiện linh dị sơ cấp trong vòng 24 tiếng. Tinh thần thăm dò. Mở. Không xong. Có tứ độ dị năng giả khác muốn cướp quái. Trong đó còn có người thức tỉnh tam giai. Tinh thần thăm dò. Thu.
suýt nữa thì bị ông ta phát hiện ra rồi. Bây giờ khó xử rồi. Nếu như thật sự bị bọn họ cướp thì nhiệm vụ của mình chắc chắn sẽ là bị phán thất bại. Không được, mình phải hành động nhanh lên. Lo thi cổ và huyết hùng, mọi người cẩn thận. Mọi người chia ra đánh, dọn bọn cách xa thống lĩnh trước. Chú ý chiến đấu linh hoạt, kéo dài thời gian. Cho cô, mở qua đây, chỉ đây cái xương này. Tôi và ông như phụ trách thi cổ, các cậu phụ trách huyết hùng đi. Uy áp mạnh quá, là thi hổ. Đến đúng lúc lắm. Xem ra 8 phần là người tam giai này đến với trang bị lam ở trên người của thi hổ. Mình nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ cùng với trang bị lam, tuy mình cũng rất muốn. Nhưng đánh lén cướp quái vật thật là mất đạo đức. Cũng không còn vì chuyện này mà đối đầu với tam giai. Nhưng nếu như ông ta không đánh lại được thi hổ thì lại là chuyện chắc, là chuyện khác. Bây giờ những quái vật này đang không cùng nằm trên một đường thẳng, khổ cách giữa chúng đều vượt quá 100 mét. Mà mình chỉ có một lần cơ hội sử dụng thiên khích lơ quang. Kiếm lô phong bảo đang hồi chiêu, thiên khích lơ quang đã hồi chiêu hồn tốc. Khoảng xa quá thì sợ là sẽ có biến số. Phải nắm bắt cơ hội rồi dùng. Phong trảm. Xem ra con quái này không thể không cướp rồi. Thiêu kích. Lơ quang. Đây là... tam giai trung cấp, tam giai cao cấp. Ôi, kỹ nào đã làm? Thống lĩnh, quái của chúng ta thi hổ. Đừng hét nữa, ở đây có mắt, có thể nhìn thấy. Đáng ghét, dám cướp quái của tao. Thật là có người này hồn tồn ở trên mình, bây giờ không thể đối đầu trực diện với hắn ta được. Không bằng cứ đi tìm thống lĩnh của Thiên Phong Tiêu Hải để nói chuyện trước. Vừa cấp giết được thi cổ, huyết hụt, thi hổ, nhận được 3 điểm thuộc tính. Nhận được vật liệu thời biến dị răng chó tay gấu mắt hổ, nhận được đạo cụ cuồng hổ chi huyết màu trắng. Nhận được trang bị bộ giáp cửa hùng màu trắng, găng tay ốm hổ màu lam. Mở bản thông tin của trang bị lam, găng tay ốm hổ. Găng tay ốm hổ vũ khí trợ thủ thuộc tính trang bị cộng 3 sức mạnh cộng 2 linh hoạt tăng 30% tốc độ tấn công hiệu ứng trang bị. Khi tấn công kèm theo hiệu ứng quả trọng kích kỹ năng trang bị hổ gầm. Hổ gầm giải phóng ý chí ốm hận ở trong găng tay, gây ra sát thương tinh thần một lần với mục tiêu, gây ra hiệu ứng làm chó trong thời gian ngắn. Và cái sáng suốt gây ra hiệu ứng sợ hãi, thời gian hồi 24 tiếng. Đánh giá trang bị găng tay có ống khí, người đối mặt sẽ phải chống chịu nỗi sợ hãi của hổ thú. Cực phẩm nhỏ mà, chẳng trách thống lĩnh tam giai kia lại nhìn trúng. Trang bị găng tay hổ gầm. Phòng điều tra Thiên Phong, mọi ekip điều tra hậu viên thi hài. Cả một đêm vẫn giống như là rừng xác thối, lần trước có bất kỳ manh mối gì của người tam giai thần quý kia cả. Hồn tiêu, đội trưởng đã đổi điều tra khu an toàn Thiên Phong. Cũng không biết là có phải cùng một người hay không. Đội trưởng với đội trinh thám vừa nãy là phát hiện có hai luồng dao động linh năng của tam giai ở thi lạc viên. Lại nữa, còn là hai người. Thiên Phong của chúng ta đã chọc vào ổ tâm gia rồi sao? Bảo mọi người đừng có nghỉ ngơi nữa, mau tập hợp. Còn không điều tra rõ thì chút nữa thống lĩnh trở về sẽ lột hết dao của chúng ta xuống. Rõ đội trưởng.
Tiêu Hải, ôn cuốc trở đây cho tôi. Để không phải là Hồng thống lĩnh của khu trấn Giang sao? Tiêu thống lĩnh của chúng tôi đã đến phòng tuyến làm việc rồi, ngài gặp chuyện gì mà lại tức giận như vậy? Ông là ai? Tôi nói với ông được sao? Tôi là Hồng Tiêu, đội trưởng đại đội điều tra Thiên Phong tài tướng đắc lực của Tiêu thống lĩnh. Tiêu thống lĩnh không ở đây, ngài không ngại gì thì nói trước với tôi, để xem tôi có thể giải quyết được không. Buổi sáng tôi giết thi hộ ở Thi Lạc Viên, vốn là định lấy trang bị của con trai. Vào lúc quan sát thành công thì bị một tam giai của khu các ngươi cướp đi rồi. Thi Lạc Viên xem ra Hồng Cương là một trong hai người tam giai vừa nãy. Tôi nói tam giai của khu Thiên Phong các người không tuân thủ võ đức cướp quái. Ông có hiểu không? Hồng thống lĩnh nói đùa rồi. Mọi người đều biết Thiên Phong chúng tôi chỉ có một người tam giai là Tiêu thống lĩnh. Biết ngay là nói với ông không được đi gì mà. Ta phải đến phòng tuyến tìm Tiêu Hải đòi công bằng. Chúng ta đi. Sự việc trở nên nghiêm trọng rồi, xem ra là phải báo cáo với Tiêu thống lĩnh rồi. Cậu nói cái gì? Thiên Phong đòi cái tam giai thần bí ra tôi, còn có thể cứ quá từ Tây Hồng Cương. Một người thậm chí là nhiều tam giai đã ẩn nấp ở Thiên Phong, đây là mối họa ngầm lớn. Trà, lần này phải điều tra rõ cho tôi, bây giờ không phải là lúc lo lắng khiến mọi người hoảng sợ. Vâng, thống lĩnh, bây giờ tôi sẽ phái người đi điều tra khắp tỉnh, thu thập manh mối liên quan đến trang bị được nhận. Trung tâm học tập thanh thiếu niên, nhiệm vụ tiến giai, hở sức mạnh, giết một thợ biến dị nhất giai đỉnh phong thi cẩu, nhiệm vụ tiến giai hở linh hồn. Lấy được lông cánh của thợ biến dị nhị giai phong điêu, nhiệm vụ tiến giai hở thợ chất, lạp đội thợ biến dị giai huyết hùng, nhiệm vụ tiến giai hở ý chí, sống sót trong sự kiện linh dị sơ cấp trong vòng 24 tiếng. Còn thiếu hai nhiệm vụ là lông cánh của phong điêu và phó bản linh dị là có thể tấn thăng nhị giai rồi. Cánh của phong điêu không khó mua trên mạng đâu. Tuy phong vật hiếm nhưng bản chất là một vật liệu cấp thấp, có người may mắn nhặt được cũng không có tác dụng gì lớn, chẳng bằng là bán đi. Yêu cầu giao dịch lông cánh phong diêu của bạn đã được tiếp nhận. Xin chào, xin hỏi là bạn đã muốn mua phong vật sao? Ra giá bao nhiêu? Thứ này tôi đã không dễ dàng gì mới có thể lấy được. Người này không được thành thật lắm, nhưng thời gian cấp bách cũng không cần phải nói nhiều với cậu ta. Ồ, thế sao? 800 điểm tín dụng thế nào? 800 điểm tín dụng đó là số tiền mà một người cấp sơ nhất gia như mình cả một năm cũng không thể kiếm được. Rất rõ ràng ở bên đối diện là một cái tiêu hôn, không bao thì thật uổng. 900, không, 1000 điểm. Cái lông vũ này là tôi liều mạng mới có thể lấy được. Liều mạng? Vốn vờ. Nếu như tôi không nhìn nhầm thì cậu cũng chỉ mới cấp sơ nhất gia thôi nhỉ? Lấy cái gì để liều mạng với phong điêu? Chắc chắn không biết là đã nhặt được ở đâu bên ngồi kia rồi đúng không? Thấy tôi trả giá thẳng thắn nên ôm tâm lý tham lam, muốn cắt cổ tôi một đau. Giá thị trường của phong vật không phải là cậu không biết đó đi chứ? Tôi vốn là cần gấp nhưng bây giờ tôi không gấp nữa. Không được thì cậu tự lấy mà dùng đi. Được rồi, đừng có nói nữa. Cứ 800 như cậu đã nói đi. Lòng người đúng là thâm không đấy. Bây giờ tôi thay đổi suy nghĩ rồi, chỉ trả có 400, cậu không bán thì vẫn có người khác tranh buôn bán. Lấy đi đi. Bây giờ chỉ còn phó bản linh dị của trung tâm học tập của thanh thiếu niên. Này, nghe nói phó bản này không giống những cái phó bản chiến đấu khác. Trong lịch sử chưa từng có người nhận được đánh giá cấp SSS. Bởi vì chỗ này không phải kiểm tra năng lực chiến đấu mà là kiểm tra ý chí tinh thần. Có muốn đi vào trung tâm học tập thanh thiếu niên phó bản linh dị này không? Vừa hay mượn cơ hội này kiểm tra ý chí tinh thần của mình có thể mạnh được đến mức nào. Bầu trời đã thay đổi.
Trừ mình ra còn có người khác cũng khiêu chiến pháp bản này cùng lúc. Ôi, đau đầu quá, Hồn Hà, Phương Yên. Pháp bản linh dị này quả nhiên quỷ dị, ngay cả truyền tống cũng khác với pháp bản khác. Lương Đàm Phi, các vị, tôi là Hợp Ý Chí cấp 1 đỉnh phong Lý Chí Bình. Lý Chí Bình, lại nói mọi người cũng đều là thức tỉnh giả Hợp Ý Chí đúng không? Đại ca, vấn đề này còn phải hỏi sau. Rồi cái Hợp Ý Chí ở sẽ chọn nhiệm vụ thần cấp biến thái này chứ? Đúng thế, sức chiến đấu của Hợp Ý Chí chúng ta kém, bình thường cũng không đến nỗi biến dị thợ ở ngồi cùng với tổ đội thức tỉnh giả khác cũng bị chưa. Được rồi, mấy đứa, mặc dù chúng ta không chiến đấu được, nhưng tôi tin trong pháp bản khảo nghiệm ý chí này chúng ta nhất định có thể thuận lợi thông qua. Lại nói, tôi từng có 2 lần kinh nghiệm ở pháp bản linh dị khác, lần này do tôi dẫn đội thế nào? Chủ lý có kinh nghiệm vậy tốt quá rồi. Đàn trai đằng sau, thấy cậu không nói gì, có chú ý tốt gì sao? Tôi không có ý kiến gì, chính là đang vội, có thể mau chút tiến vào nhiệm vụ không? Kích hoạt nhiệm vụ tìm ra quỷ ẩn giấu trong trường trung học Phượng Hoa và phong ấn nó. Nhắc nhở nhiệm vụ 1, thông qua manh mối của tôi suy ra đó chắc chắn là quỷ. Nhắc nhở nhiệm vụ 2, đừng tin lời quỷ. Nhắc nhở nhiệm vụ 3, một khi bùa phong ấn được kích hoạt, nhiệm vụ sẽ được coi là thất bại, nếu không ném trúng quỷ lập tức tiêu diệt. Quỷ trên cái thế giới này có thứ này sao? Mọi người đừng lo lắng. Nói là quỷ thực ra chính là nhân loại trước khi chết ý thức bị linh năng nhiễm hóa hình mà thôi, và bản chất chính là một biến dị thể thuộc tính ý chí. Chẳng qua quỷ vẫn có chút lợi hại, không chỉ có thể chia chán khỏi sát thương vật lý mà còn có thể điều khiển ý chí của con người. Theo nhắc nhở nhiệm vụ đầu tiên, trước tiên chúng ta đến tòa nhà giảng dạy để tìm kiếm manh mối. Nếu gặp phải quỷ, đừng có tùy tiện ra tay, mau chạy và cầu cứu, tôi có tuyệt chiêu đối phó với chúng. Chú Lý quá đáng tin rồi, may mà gặp được chú. Bây giờ chúng ta chia thành 3 nhóm để lục soát lớp học, phòng hồ và văn phòng giáo viên. Còn gọi yêu ước nên nó cùng nhóm với tôi, Đàn Phi và Phương Nghiên một nhóm, còn Giả Ninh thì đi một mình đi. Mọi người có phát hiện gì thì nhớ chia sẻ trong group chat kịp thời được có dấu tin tức nha. Phòng hồ sơ. Căn phòng này và cơ bản đã trống rỗng, chứ còn lại cái mảnh báo này. Giáo viên trường trung học Phương Hoa cưỡng bức học sinh, nữ sinh bị cưỡng hiếp, vương phong đã tự tử trong trạng thái tinh thần hỗn loạn, không thể chỉ tội, nghi ngờ chủ nhiệm Đào Quốc Sinh. Nghi ngờ thầy giáo chủ nhiệm lớp Đạo Quốc Sinh cưỡng bức Vương Phương tự sát. Đóng băng, nữ quỷ chẳng lẽ là Vương Phương? Ý chí lực toàn mở, ý chí hóa hình. Chạy rồi, chẳng lẽ chỉ là tinh thần lực để thăm dò mình trước? Hơn Hà, tôi và chú Lý tìm được một phần báo cáo. Một năm trước, một vụ hỗn hộ xảy ra khu tư túc xá giáo viên, dẫn đến cái chết thảm của một số giáo viên. Lương Đằng Phi, tôi tìm được một bản hợp đồng yêu cầu nhà trường bồi thường thiệt hại và mặt tinh thần. Người ký tên duy nhất là nhà Vương Phương. Phương Nghiên, tôi phát hiện ra sau vụ hỗn hộ, nhà trường đã tìm thấy hồ sơ ghi chép và các đạo sĩ với vụ phong ấn. Giải Ninh, một vụ tấn công tình dục xảy ra ở trường học cách đây một năm, nạn nhân Vương Nghi ngờ đã tự sát. Thủ phạm được cho là giáo viên chủ nhiệm Đào Quốc Sinh. Mình mới rất rõ ràng rồi, Vương Phương bị Đào Quốc Sinh xâm hại tình dục, gia đình yêu cầu bồi thường không thành công. Sau khi Vương Phương tự sát thì hóa thành lịch quỷ tạo ra vụ hỗn hộ báo thù giáo viên. Về sau đạo sĩ phong ấn cô ta hiện giờ phụ chú giảm đi. Nhiệm vụ của chúng ta là tìm ra phụ chú và phong ấn cô ta lại. Hơn Hà, nói cho mọi người phân tích của tôi và yêu cầu mọi người tập trung tại ký túc xá 201 bị hỗn hộ, tôi đốn là bùa phong ấn ở đó. Phản đối này quá đơn giản và dễ hiểu, phản đối ra ký túc xá 201 thế nào? Chủ Ly nói đúng, quỷ chính là Vương Phương. Đi tập hợp thứ gì vậy? Anh Phi, hình như có thứ đi theo chúng ta. Chạy mau, là Vương Phương. Chủ Ly, cứu mở tổ ký túc xá giáo viên, hai người họ vẫn chưa tới. Tôi ngồi đợi hai đứa vào tìm phụ chủ trước đi. Cánh cửa sắt này bị kẹt rồi, cháu sẽ thử mở nó bằng ý chí lực của mình. Sức mạnh này có thật sự là họ ý chí sao? Như vậy tiết kiệm thời gian hơn.
Dù lý, bọn cháu tìm thấy phụ chú rồi. Gió quá hình người, phụ chú tróc ra, ký túc xá giáo viên. Hoàng Hà, những manh mối các cô tìm được trước đó có đề cập đến việc những giáo viên bị thiêu cháy sống ở trong cái căn phòng đó không? Không có, anh hỏi cái này làm gì? Chú lý cứu mạng, nữ quỷ đuổi tới rồi. Cứu! Phương Nhiên bị quỷ nhập rồi. Cứu! Cứu mạng! Quỷ bây giờ đang ở trên người của Phương Nhiên. Tôi đi giữ chân hắn. Tôi đi giữ chân hắn. Hai đứa mau kết hợp phù chú, chuẩn bị phong ấn. Để tôi kết hợp phù chú. Dây xích ý chí. Mau, tôi không chống đỡ được lâu, mau nhân lúc này phong ấn đi. Tôi tới đây. Thầy đã quốc sinh. Cậu, người hoàn thành pháp bản, tiến độ hoàn thành của pháp bản là 100%, nhận được điểm đánh giá cấp SSS. Nội châu, đạo cụ chuyên dụng, bị động, thuộc tính tăng cường tốc độ hồi phục linh năng lên 20%, khả năng được kháng công kích tinh thần lên 25%. Hiệu quả khi nhận phải công kích của thở linh dị, có thể đỡ lại một lần sát thương chí mạng. Sau khi đỡ được sát thương, đạo cụ sẽ biến mất. Đánh giá nội châu ngấn tụ ống niệm, có thể trở thành cái mạng thứ 20. Cái mạng thứ 2 của bạn, tổng cách phần thưởng, 4 điểm thuộc tính tinh thần, trang bị trắng, 4 sao. Ảo khô, cháy của xác chết. Các hầu nhân, dầu sát, da người, trang bị lam, 1 sao, nội châu. Đồ tổ phết ấy, lần tới nếu có sự kiện linh dị thì cũng có thể giữ được mạng rồi. Trung tâm nhiệm vụ khu an toàn của Thiên Phong. Nửa đêm. Trả nhiệm vụ. Không phải anh tối qua mới nhận 4 nhiệm vụ thăng cấp dị giai sao? Cậu đã hoàn thành nhanh như thế rồi sao? Hoàn thành cái nào thế? Chúa ơi, cả 4 cái đều làm hết cả rồi sao? Phiền cô làm nhanh lên được không ạ? Tôi làm ngay đây. Nhiệm vụ tiến giai hở sức mạnh hoàn thành nhận được 4, nhận được điểm sức mạnh cộng 1, nhận được điểm tín dụng thơm. Nhiệm vụ tiến giai hở nhanh nhẹn hoàn thành, nhận được điểm nhanh nhẹn cộng 1, nhận được điểm tín dụng thơm. Nhiệm vụ tiến giai hở thống thở chất hoàn thành, nhận được điểm thở chất cộng 1, nhận được điểm tín dụng thơm. Nhiệm vụ tiến giai hở ý chí hoàn thành, nhận được điểm ý chí cộng 1, nhận được điểm tín dụng thơm. Tổng kết điểm tín dụng được nhận thơm là 7.300 điểm. Không còn mất tới thời gian một tuần mà đã lên tới nhị giai. Có hệ thống kiếm thần đúng là tiến giai nhanh hơn hẳn so với kiếp trước nhiều. Chuyện này quá là kỳ quặc, phải nhanh chóng báo cáo lên cấp trên mới được. Sức mạnh 19, nhanh nhẹn 18, thể chất 15, ý chí 35. So với tính điểm thuộc tính trang bị cộng thơm thì cái chỉ số cơ bản thì so với nhị giai thì cũng coi là không tơ rồi nhỉ. Kiếm kỹ cấp bơ, ánh tập. Kỹ năng yêu cầu sức mạnh 25, nhanh nhẹn 25, thể chất 25. Nhưng muốn tu luyện được sách kỹ năng kiếm kỹ cấp bơ mà mình đã mua được từ lần trước thì giờ các thuộc tính cũng vẫn còn thiếu mất 25 điểm nữa. Trước khi các điểm thuộc tính lên đến 20 điểm thì một quả linh năng đập có thể tăng 1 điểm rồi. Sau khi lên 20 rồi thì phải còn nhiều hơn. Tính tổng hết lại thì ít nhất cũng phải 35 quả, một quả đã có giá là 6.000 điểm. Mình ít nhất có phải chuẩn bị 210.000 điểm tín dụng. Giờ số điểm tín dụng vẫn còn thiếu rất nhiều. Mấy cái pháp bản tương đối tốt của khu Thiên Phong thì mình cũng đã dọn xong hết rồi. Chứ còn lại cái nhà máy Tử Vong tiếp giáp với Trốn Giang thôi. Nếu nhớ không nhầm thì trong đó có một kiện trang bị lam cực phẩm chắc cũng bán được khá tiền nhỉ. Đây là điềm báo thi triệu bạo động sao? Tỷ ở kiếp trước, đại bạo phát thay ma phải 1 năm sau mới bắt đầu. Nhưng thực ra trước đấy khu an toàn Thiên Phong đã chịu phải cuộc tấn công của thi triệu thương vong nặng nề. Nếu nhớ không nhầm thì chắc là chuyện của một tuần tới nhỉ?
phải nhanh chóng thông báo cho Tiểu Hải đâu mấy chuẩn bị trước. Dạ nên. Thi triều bạo động. Dạ nên, trong một tuần tới, khu an toàn của Thiên Phong sẽ phải đối mặt với ba thi triều bạo động. Xin hãy nhanh chóng bố trí phòng bị, đảm bảo không được tổn thất gì. Dạ nên, cái thằng ngu si này, mày tấn công nhầm người rồi. Mọi người sắp chết cả rồi mà còn lãng phí phù chú. Ồ, thế hả? Nhưng phù chú dán trên người chú chẳng phải làm Phương nghiêng ngã rồi sao? Chú Lý bị phong ấn thì Phương Nghiên lại ngã xuống sao? Chẳng lẽ chú Lý thật sự là Đào Quốc Sinh, ngươi cải trang thành thất tỉnh giả Lý Chí Bình, dùng ý chí hóa hình ra một nữ quỷ giả để kiểm tra mọi người và đồng thời quấy nhiễu phản đối của mọi người. Ngươi muốn thử ta trước nhưng phát hiện không dễ dàng đối phó là với ta nên đã tìm đến Phương Nghiên có ý chí yếu hơn. Nói là nhập hồn, nhưng thật ra là khống chế ý chí của chú ấy. Rồi ngươi giả vờ chống lại ma quỷ, lặp đi lặp lại việc nhấn mạnh phong ấn Phương Nguyên. Mục đích của ngươi là tạo ra sự hỗn loạn, khiến mọi người sử dụng sai phụ chú và lợi dụng hệ thống để tiêu diệt mọi người. Nếu tất cả những gì giả nên nói đều là đúng, thì vừa rồi là tôi đã dùng phụ chú tấn công Phương Nguyên. Giờ năng lực của ngươi đã bị phong ấn rồi, không còn phải tiếp tục diễn nữa đâu. Hiện ý hình cho ta. Ngụy trang của ta tốt như thế, sao ngươi lại biết được? Ngươi đã bị phong ấn, nhiệm vụ của bọn ta cũng đã kết thúc rồi, tại sao còn phải nói cho ngươi lý do? Ngươi không biết rằng phó bản này còn một nhiệm vụ ẩn sao? Nếu không hoàn thành thì sẽ không lấy được điểm đánh giá cấp SSS đâu. Nhiệm vụ ẩn? Sao ngươi không nghĩ một chút tại sao cái phó bản này lại là chưa từng có ai lấy được cái điểm đánh giá cấp SSS? Ta thực ra cũng không ngại nói thẳng cho ngươi, nhiệm vụ ẩn là để ta chủ động biến mất. Nói cho ngươi biết, ta biết sao ngươi có thể nhận ra ta là quỷ, thì ta sẽ tự động biến mất được không? Đúng là vậy. Trước đây ở Thi Hải Học Viện, nếu không phải mình ở kiếp trước á, mình biết nó có phó bản ẩn e rằng á cũng không thể đạt được đánh giá SSS. Tiếc là kiếp trước do thời gian hạn hẹp, nhiệm vụ nặng nề, quân đội không cho mà tiếp xúc với phó bản Linh Di. Ta tạm thời tin ngươi, nhưng trước khi ta nói ra, trước tiên phải nói cho ta biết tại sao ngươi lại phải biết điều này. Bởi vì ta. Chẳng lẽ ngươi đã có linh trí, cứ mỗi lần phó bản được làm mới, ngươi vẫn sẽ giữ được ký ức ở trước đấy. Vì vậy ngươi thật tiết lộ bí mật cũng phải biết kế hoạch của ngươi đã có sơ hở ở đâu, hoàn thiện cho lần nghị trang tiếp theo lừa dứt nhiều thức tỉnh giả hơn. Linh trí chưa bao giờ nghe vừa nói cỡ từ này tận thứ. Nếu đúng như vậy, đây hoàn toàn không phải là độ khó của một phó bản cấp sơ, mà là cấp bơ thậm chí cao hơn. Đây là hoàn toàn làm bút. Dạ nên, ngươi quả đúng rất là thông minh, chính xác là như thế. Giờ ngươi có thể nói được chưa? Đơn giản thôi. Thứ nhất, gửi của nhiệm vụ là không được tin lời quỷ. Gửi nhiệm vụ 1. Gửi nhiệm vụ 2, không được tin lời của quỷ. Gửi nhiệm vụ 3, phong ấn phù một khi kích hoạt, nếu không tấn công trúng địch thì nhiệm vụ sẽ thất bại, lập tức sẽ chết. Mà cái gọi là nữ quỷ kia từ đầu tới cuối chỉ nói được một câu. Thứ hai, ngươi chưa từng nói gì ở trong nhóm chat cả, nên ta đón ngươi không vào được hệ thống. Hơn nữa manh mối chỉ nói Vương Phương tự sát, chứ không nói là cô ấy thực sự đã chết hay chưa. Nhưng thầy thực sự đã chết. Cuối cùng, nếu phong ấn phù thực sự là dùng để phong ấn Vương Phương, thì phải dùng ở trên phần mộ của Vương Phương, chứ không phải là ký túc xá của giáo viên. Thế nên ta sẽ đón chân tướng sự việc là Vương Phương bị ngươi xâm hại, sau đó tự sát không thành, vào bệnh viện tâm thần, không thể buộc tội ngươi. Người nhà tìm trường học đã bồi thường, nhưng không có kết quả, vì thế đã phóng hỏa trả thù. Trước khi chết, ý chí của ngươi bị ô nhiễm bởi linh năng và trở thành cái thứ gọi là quỷ. Đừng có quên sự kiện ma ám chỉ xuất hiện sau khi vụ cháy xảy ra. Sau đó trường học mới tìm đạo sĩ tới trừ tà, rồi phong ấn ngươi lại. Giờ nên nói đúng. Nhưng toàn bộ quá trình căng thẳng như thế, chúng ta hoàn toàn bị Lý Chí Bình giáp mũi, hoàn toàn không nghi ngờ gì cả. Chỉ có hắn ta, cỡ sau khi gặp nữ quỷ, không chỉ không bị quấy nhiễu mà vẫn có thể giữ được lý trí để phân tích. Nếu như vậy thì ý chí phải mạnh tới nhường nào chứ? Hắn thật sự chỉ là hở ý chí duy nhất thôi sao?
Suy đoán của ngươi rất chính xác, nhưng quá trình nó không hoàn toàn chắc chắn. Nhân thứ nhất, nữ quỷ có thể là do sâu khi bị phong ấn nên mới không nói được. Thứ hai, ta không nhắn tin cũng rất có thể là do ta đang đi tìm manh mối và để cho hồn hà nhắn cũng vậy. Sự kết hợp giữa tín đồn vương phương tự sát và sự xuất hiện của nữ quỷ hồn toàn là một sự kết hợp hoàn hảo. Cuối cùng, quỷ tôn xã rất có thể chính là nơi vương phương bị xâm phạm tình dục. Cô ta lãng vãng cái nơi này cũng rất là bình thường. Người nói đúng, những thứ này không đủ để buộc tội người. Nhưng vì không được tin lời của quỷ nên ta tự nhiên cũng giữ lại được điểm mấu chốt nhất. Muốn biết thì phải tự mình biến mất trước. Trong vài giây người biến mất ta sẽ nói cho người biết. Dạ nên người đúng là một cái tên cẩn trọng đấy. Được, ta sẽ tự động tiêu tan. Mau nói đáp án cho ta. Điểm mấu chốt nhất là, mau nói đi, khốn nạn. Điểm mấu chốt nhất chính là, là tự đoán. Dạ nên, đồ khốn. Cái gì? Tự đoán? Quỷ bị lừa rồi, tự chết rồi sao? Đừng có ngây ra đấy nữa, chúng ta có thể thoát khỏi cái phá bản này rồi đấy. Dạ Ninh, cậu thật sự là tự đốn ra sao? Đương nhiên không phải. Sơ hở lớn nhất thật ra là hắn đã nói ra phụ chú của phòng 201 ký túc xá. Dù sao cũng không có bất kỳ manh mối nào để chỉ ra điểm này. Chỉ có quỷ mới biết. Nhưng dựa vào gì mà tôi lại nói cho hắn chứ? Cái người còn kinh khủng hơn cả quỷ đó. Dạ Ninh à, lời thiết triệu bạo động sao? Dạ Ninh, trong vòng một tuần, khu vực Thiên Phong sẽ đối mặt với bạo động thiết triệu. Xin hãy mau chóng phòng bị, tránh bị thương vong. Không nhận được đãi ngộ cấp SS nên muốn gây sự chú ý sao? Vẫn là thực lực còn thấp lắm, nhưng cái gì vẫn không đúng à? Từ sau khi đại chiến lần cuối cùng vào 40 năm trước giữa nhân loại và thiết triệu, thì mà tới cũng hòa bình rất là lâu rồi. Thậm chí đã bị vây khốn ở các thành thị phát ra trước đây với gì mà các bạo động được chứ? Thay vì lãng phí tài nguyên để ngăn chặn những cái chuyện này, thì việc ở trước mắt là tìm kiếm tam giai ẩn tàng của Thiên Phong mới là điều quan trọng nhất vào lúc này. Khu vực an toàn Thiên Phong đại sảnh hội nghị. Hoàng Tiêu, câu nói là đã điều tra ra dấu vết quan trọng của vị thần tam giai rồi sao? Có thật không đó? Vâng thưa tổng lĩnh, chúng tôi đã điều tra ra người đáng nghi nhất là Dạ Ninh. Dạ Ninh sao? Sao có thể như thế được chứ? Chúng tôi cũng nghĩ rằng không thể nào. Nhưng mà sau khi điều tra, ba vạn có thể bán không? Chính xác là những nguyên liệu mà Dạ Ninh bán thời gian này trùng khớp với thời gian mà vị tam giai xuất thủ. Nhiều người muốn mua như vậy xem ra không hồn toàn buồn lắm ở trên mạng nhỉ? Ngoài ra chúng tôi còn điều tra ra thời gian trước đã mua một ngôi nhà linh năng, đó không phải là nơi mà người bình thường có thể mua được. Chẳng lẽ cái vị tam gia đó thật sự là Dạ Ninh sao? Sao có khả năng này được chứ? Thiên Phong an toàn của biệt khu đại biểu ủy viên quân sự Liệu Thiên. Dạ Ninh từ lúc thức tỉnh cho đến bây giờ cũng mới chỉ được có một tuần. Cho dù là thiên phú cấp SS cũng không thể thăng cấp nhanh như vậy được. Như là Trương Lâm con trai của Trương Tướng Quân cũng là thức tỉnh giả cấp SS đó. Song hở sức mạnh với nhanh nhẹn tài nguyên phong phú cũng mới chỉ có thể lên nhất giai. Vì thế, thế như tôi đúng. Rốt có thở đằng sau Dạ Ninh chính là một vị tam giai âm thầm giúp đỡ. Có lý lắm, mặc dù quân phương không đánh giá tốt Dạ Ninh nhưng mà vị tam giai kia chắc chắn không nghĩ như vậy đâu. Thật sự thì cấp SS rất hiếm gặp, cho dù có cả thử tìm cách bồi dưỡng cậu ta trong âm thầm cũng không thở không có khả năng được. Nếu là như thế thôi, thì chúng ta cũng không còn quá lo lắng đâu. Chỉ cần tìm được vị tam giai này rồi nghĩ cách khiến họ giúp chúng ta là được mà. Tiêu thống lĩnh, Lưu ủy à, trung tâm nhiệm vụ có gửi tin tức đến là Dạ Ninh vừa hoàn thành 4 nhiệm vụ để lên cấp nhị giai. Cái gì cơ? Lại là Dạ Ninh sao? 4 nhiệm vụ để lên cấp nhị giai sao? Điều này không thể nào. Chờ chút, lão Liệu à, dựa theo những gì cậu vừa phán đoán thì chắc hẳn có một vị tam gia đã đưa Dạ Ninh đi làm nhiệm vụ sau khi xuất thủ thì đã sẽ đỡ Dạ Ninh nhận công. Vừa mới phổ thăng lên nhị giai, chẳng phải là chứng minh rằng Dạ Ninh không phải là tam gia sao? Nhưng y là Hồn Tiêu, cậu phát hai người đến trước nhà của Dạ Ninh để xem rốt cuộc người đằng sau là ai. Ngồi ra còn phái thơm người theo tôi đi kiểm tra cái thành phố phát bệnh ở gần đây, phòng ngừa thí triều bạo động. Nếu như sau lưng Dạ Ninh có vị tam gia chống lưng thì đi tức thí triều bạo động nói không chừng chính là vị tam gia kia nói ra. Phòng trước sẽ tránh được tai họa. Rõ thủ tiêu thống lĩnh. Ờ à, đúng rồi. Quay về mua cho cái tên vương bắt đẳng đó một trang bị màu lam để tránh hắn làm phiền phức đến tôi. Khu vực giao giữa Thiên Cương an toàn khu và Trấn Giang an toàn khu công xưởng tử vong. Kiểm lâu phong bảo cuối cùng cũng hồi, có thể tiến vào phá bản rồi đó. Có muốn tiến vào phá bản công trường tử vong? Đã tiến vào phá bản công trường tử vong, đẳng cấp thấp nhất khi tiến vào đang có
số lượng nhị gia 15 người. Công trường tử vong là phó bản trận đấu, không có chỉ định nhiệm vụ, phó bản có tổng cộng là 7 vòng. Sống sót trong mỗi vòng sẽ nhận được các phần thưởng tương ứng. Sau khi kết thúc mỗi vòng sẽ có 3 phú để tiến hành bỏ phiếu tiếp tục hay dừng lại phó bản. Nếu như có hơn 70% đồng ý thì sẽ đồng loạt rút lui, tự động thoát khi vượt qua được cả 7 vòng. 5 phút sau sẽ tiến hành vòng đầu tiên, xin mời mọi người chuẩn bị. Những người vào đây lần này không hề đơn giản, không chỉ là các đội có lực lượng ngang nhau. Thất tỉnh giả tam giai Lâm Lam, cô có cả tam giai sao? Vị tam giai này cho người ta một cảm giác không thoải mái, có một loại dự cảm không ổn tẹo nào. Các vị, tên là Trương Lâm, nhị giai cao cấp. Như chúng ta đã biết, phó bản chiến tranh còn phải được thống nhất để tồn tại qua nhiều vòng được. Ban đầu tôi định tự ứng cử mình làm đội trưởng, nhưng trong đây còn có một vị đại nhân tam giai. Đó là tam giai sao? Tốc độ quá nhanh. Còn cứ động lần nữa tôi sẽ giết người đó. Trương Lâm nói sai gì sao? Vị đại nhân tam giai sao lại làm như vậy? Các người không chở cái đám người lại này cho ta. Kỹ nào làm lộn ta giết kỹ đó. Tụ lại vào một chỗ đừng có mà làm lộn. Nhị gia đỉnh phong Tống Cương, nhị gia đỉnh phong Lâm Đằng. Ê rằng chúng ta đã gặp phải đội chăn nuôi trong truyền thuyết rồi. Làm sao bây giờ? Chúng ta mới chỉ là nhị gia đỉnh phong, không có cách nào mà chống đỡ được tam giai cả. Đội chăn nuôi, nghe nói là chuyên bẫy các thức tỉnh giả đó. Cho các thức tỉnh giả lên phía trước, làm bia đá đặt, sau cùng mới giết vào săn quái lớn. Nếu người thức tỉnh vào thật biến dị là dị năng, là thức ăn của nhau, thì nhóm chăn nuôi đơn thuần là ăn thịt con người. Trường Lâm chắc chắn vẫn chưa chết, cách tốt nhất bây giờ là chúng ta hãy bỏ phiếu tập thở và thoát khỏi phó bản này ngay lập tức. Bởi chúng ta đang có lợi thế và quân số. Cái này, đã ta giới thiệu một chút, chúng ta là đội Hiếp Lan, còn ta là đội trưởng Lâm Lâm. Lần này hành động do ta làm chủ, bây giờ mạng của các ngươi đang nằm trong tay của ta. Nhưng ta có thể đảm bảo với bạn rằng, chỉ cần các ngươi sống sót qua vòng thứ 6 chiếc, còn nộp tất cả phần thưởng và tín dụng, ta sẽ cho các ngươi một con đường sống. Có mất mà tin được ngươi, cái đám các ngươi có thể thoa cho người khác sống mới là bất thường hay chứ. Đáng tiếc là Thiên Khích Lâu Quang vẫn chưa hồi chiêu, không thì chỉ còn hai chiêu thì có thể miễu sát được cái đám này rồi. Bây giờ chỉ còn mỗi chiêu kiếm lô phong bạo, mặc dù là lực công kích mạnh nhưng mà không xác định chiến lực cụ thể. Trên người giờ cũng không có trang bị màu lam bảo mệnh gì cả, nếu như không nhớ cái tất sắc thì y rằng lần này sẽ mất mạng. Cách tốt nhất bây giờ là cứ ẩn mình đã, đi được bước nào thì hay bước đó. Vòng một sắp bắt đầu rồi, các người mau báo sức mạnh bản thân lần lượt, đối ta cùng phần nhóm. Tống Cương, nhị giai đỉnh phong, hở thở chất, sở trường còn chiến. Lâm Đặc, nhị giai đỉnh phong, hở nhanh nhẹn, sở trường công kích từ xa. Giang Đạo, nhị giai cao cấp, hở sức mạnh, sở trường còn chiến. Hồn Tiểu Ba, nhị giai cao cấp, hở nhanh nhẹn, sở trường công kích từ xa. Diệp Lâm, nhị giai sơ cấp, hở ý chí, sở trường công kích từ xa. Hở ý chí là ở trong phó bản này sau, thật sự là hiếm gặp đó nha, cũng dễ thương đó, chỉ đáng tiếc. Đáng tiếc chỉ là một cái tên phớ vật. Được lắm, vài vòng đầu thì ngươi tốt nhất là nên coi ta là phớ vật. Vòng đầu tiên bắt đầu, số lượng địch tăng thi 100, biến dị thở nhất giai 2. Nhị giai đỉnh phong làm thành một nhóm chuẩn bị chiến đấu, tất cả tay toàn lực, nếu mà đỡ ta phát hiện ra là cố ý giữ linh năng thì đích thân ta sẽ bể vỡ đầu kỳ đó ra đó. Khốn kiếp, bọn chúng đây là cố tình không tham gia chiến đấu mà chỉ muốn tiêu hao chúng ta mà thôi. Phía trước có tăng thi, sau thì có bọn chăn nuôi, chúng ta thật sự có đường sống sao? Hiện tại thì hết cách rồi, chỉ có thể sống sót qua vài vòng rồi hay nói. Tống Cương, hai chúng ta một trên một dưới nhắm vào cái lỗ lít kia. Những người khác đánh cái đám tăng thi kia nhá. Đến đâu đâu? Cái lỗ lít kia kìa, nắm thử một búa của lão gia ta đây. Bạn tới. Quả đúng là phá vỡ ý chí, một chiêu đã chỉ có thể giết được một con tăng thi mà thôi. Cái tên Diệp Lâm này cũng buồn cười quá đi, sao mà hắn ta lại dám tới đây nhỉ? Nếu không có những người thức tỉnh khá hợp lây thành một đôi y rần, hắn sẽ chết ngay ở vòng đầu tiên đó. Đây mới chỉ là vòng đầu thôi, để xem tiếp theo hắn có thể làm gì đây. Nhiệm vụ vòng 1 kết thúc. Nửa tiếng sau, nhiệm vụ vòng thứ 3 đã kết thúc, sau 3 phút nữa sẽ chuyển sang vòng thứ 4.
Mê nó. Còn ngay, độ khó càng lớn, e rằng ở vòng tiếp theo sẽ có dị thể đỉnh phong cấp 2 xuất hiện. Lâm Lam bọn chúng vẫn chưa chịu ra tay sao? Ôi, ở sẽ không ra tay đâu, chúng ta khó mà có cơ hội đối phó với Ata đó. Đây mới là vòng thứ 3 vậy mà đã tốn nhiều sức đến vậy sao? Không biết cái đám người cấp 2 các ngươi chỉ đang giả vờ hay thật sự là vô dụng nữa. Để ta nói cho các ngươi biết, ta sẽ không ra tay cho tới trước hiệp thứ 6 đâu. Còn nếu muốn sống thì đừng có mà giấu giếm nữa đó. Người thế mà chưa chết rồi. Không những không chết mà thậm chí còn không bị thương chút nào nữa cơ đấy. Ăn mày thôi. Mấy cái con khỉ ấy không phải là do công sức của bọn ta sao? Ngoài việc ẩn nấp và tung ra nhiều đòn tấn công từ xa không được gây sát thương thì ngươi còn có thể làm gì khác được hả? Không đúng, thằng nhóc này chắc chắn còn đại chiêu đằng sau. Nếu không thì không thể đạt tới cấp thứ 2 được. Chắc là đại chiêu của cậu ta chỉ có thể sử dụng ở một hoặc hai lần mà thôi. Như vậy cũng tốt, nói không chừng có khi còn có cơ hội lật mình ấy chứ. Vòng thứ 4 chuẩn bị bắt đầu. Tạm thi 400 con cấp 2 đỉnh phong, 1 cấp 2 thở biến dị 2, cấp 1 thở biến dị 6. Lâm Đằng à, em chúng ta trước tiên tập trung vào công thi vương đỉnh phong cấp 2 đi. Cấp 2 là cấp cao, kiềm chế hỏi của cấp 2. Ơi hào nữ yêu, kia nhá. Còn những người khác đối phó với 8 tân thi cấp 1 khác. Tóm ca, cẩn thận đó. Giang Đào à, tốc độ rất nhanh, căn bản là không chạm được vào nó. Hồn Nhâm thì bị giết, Giang Đào thì bị thương nặng, còn nhóm kia thì không thèm hỗ trợ. Lần này thì chết chắc rồi. Nếu thương vong cứ tiếp tục như vậy, y rằng nhóm sẽ bị xóa sổ trước vòng thứ 6 mất thôi. Nếu mà như thế thì mình sẽ không có cách nào để thực hiện đại chiêu của mình được. Đành phải ra tay thôi. Tránh ra mau. Là cậu sao? Tinh thần khổng vật. Chuyển. Chỉ một chiêu mà đã nhiễu sát được thì biến dị cấp 2 hẳn có phải là cái tên phó vật vừa nãy không vậy? Cấm, không cần đâu. Sau này giữ mọi miệng sạch sẽ chút là được rồi. Đừng có phân tâm, vẫn còn không biết tan thi với thời biến gì đó. Không sao, để tôi đi dỗ dẹp cái đám Nicky cấp 1 đằng sau. Được đó, thằng nhóc này quả nhiên là có chiêu giữ mạng mà. Tốc độ của hắn đâu vậy, dưới chân lý nào là trang bị màu lam sao? Chẳng trách lại dám tới đi. Đồ Nhi à, có cần chúng ta bây giờ ra tay giết phân nó đi không? Đừng vội, hiện tại chúng ta đang thiếu nhân lực nên để mà thu hoạch vụ tiếp theo đi. Tinh thần không vượt chắc là giới hạn của nó rồi. Chỉ là một hội chi qua yếu ớt, chỉ mất có mấy giây mà là có thể giết chết hắn được mà. Nhưng mà hai cái tên cấp 2 đỉnh phong đó theo dõi chặt hơn ta. Chợt chẳng bọn chúng đang bao che ý đồ bản thân đó. Được, đấu gì à? Nói tiếng sau. Nhiệm vụ vòng thứ 4 đã kết thúc, sau 3 phút sẽ tiến hành vòng thứ 5. Vòng này chúng ta đã mất đi một cận chiến, một công kích từ xa, lại còn có một cận chiến bị thương nặng. Tôi còn lại hai lần dùng đợi chiêu nữa, hy vọng có thể sống sót đến vòng thứ 6. Đối với tôi cũng thế, dù thế nào đi chăng nữa tôi phải trụ được đến vòng thứ 6. Chỉ cần Lâm Lan ra tay, chúng ta sẽ nhân lúc ở không chuẩn bị cùng liên thủ lại để giúp mụ ta. Vừa nãy cái thằng nhóc kia ra tay cậu có nhìn thấy không? So với hệ ý chí thông thường thì phải cần cái thời gian hồi chiêu sau khi tung ra chiêu thức, thế mà hắn gần như là bắn ra liên tục vậy. Đúng rồi, hắn rất là đặc biệt. Hy vọng trong tay hắn còn có bài tẩy nữa. Ở vòng tiếp theo nếu không ảnh hưởng đến cơ hội thì tốt nhất là đảm bảo cho hắn sẽ tiến vào vòng thứ 6 này. Nhiệm vụ vòng thứ 5 bắt đầu. Tân thi 500. Đỉnh phong cấp 2x2, thổ biến dị cấp 2x3, thổ biến dị cấp 1x8. Diệp Lâm, cẩn thận đó. Con mẹ nó, là kẻ nhiều chân. Quả nhiên không dùng đại chiêu để đối phó thì với một biến dị thật khổng lồ như vậy vẫn là quá khó.
Nửa tiếng rồi mà vẫn chưa tìm được cái điểm yếu của bọn chúng. Cơ mạng với anh tới giúp tôi tập trung hỏi lực với. Lắm quá căng thở như thế này nếu không có cách nào mà tập hợp hỏi lực lại được. Còn mày đó, bọn chân đuôi lũ khốn nạn này chúng không quy định để chúng ta sống sót đến vòng thứ 6 đâu. Lâm đàn à, phải dùng tới đại chiêu thôi, nếu không thì căn bản không chống lại được đâu. Tiễn băng. Chết cùng mọi người rồi, chiến trị linh năng. Chỉ có chút thực lực nhỏ bé này của các ngươi vậy mà vẫn muốn giữ lại linh năng sao? Đúng là cái lỗ điên lại còn nói mớ. Nghe rồi, chúng ta tới muộn rồi. Thằng nhóc đó chết rồi sao? Đây là... Thằng nhóc này vẫn còn quân bài tẩy sao? Thi chủ, ở một tên của tôi đi. Nhanh, chúng ta cùng nhau đi giết thi chủ, nên giả còn có cơ hội. Tìm được chỗ hiểm rồi. Tinh thần không vật kích chui. Phá vỡ nó. Phản sát vượt cấp rồi. Nữ yêu, ai quý. Lúc trước còn có tập hỏa người khác, nhưng lần này không giống. Một tên hợp ý chí, cấp hợi sơ cấp, mở trên người, lại có hai bộ quần áo xanh. Xem ra là một con cầu to béo. Vòng tham chiến tiếp theo, bắt đầu thu hoạch. Đừng có giết chết thằng ất, được gọi là dịp lâm vũi, nghiền nát trong tay, giữ lại cho tôi từ từ mà hành hạ chúng. Vâng đại lão. Vòng tiếp theo chỉ còn thừa lại chúng ta và Diệp Lâm. Lâm Lam bọn họ nhất định cũng sẽ tham chiến. Tới khi đó, chúng ta nhân cơ hội giết chết cô ta. Dù không giết được thì cũng phải trọng thương. Còn có Diệp Lâm có thể bổ đau. Vòng tấn công thứ 6 bắt đầu. Nhịp cấp đỉnh cao 3, nhị cấp. Vòng cuối cùng rồi. Sức toàn lực cho tôi. Chỉ còn các cậu có thể gánh vác được. Tôi hứa chỉ cướp tiền chứ không giết người. Tôi sẽ giải quyết điện thị nhị cấp đỉnh cao trước, những người khác tập hỏa kháng quái. Hiển thuẫn phòng ngự. Lực mẫn song hợp, kỹ năng gia tốc, kỹ năng bạo phát, còn có phòng ngự siêu cường. Cô ta cũng bây giờ còn lợi hại hơn lúc trước rất nhiều. Ngồi những thứ này ra, cô ta chắc chắn còn ẩn giấu con ác chú bò gì đó. Vụ này, mình không có hành động hấp tấp. Chúng ta ngăn cản hiếp đồ quái trước. Đợi Lâm Lam giải quyết xong điện thì họ chắc chắn sẽ đến được cướp quyền tấn công của chúng ta. Rõ, đó là cơ hội để chúng ta phản công cô ta bằng chiêu cuối của mình. Đến rồi, chuẩn bị tích tụ năng lượng. Cậu chống lại quái vật, tôi đến giết nó. Vâng, chính là bây giờ. Linh viêm tiễn. Thuẫn tập. Không hay rồi, giờ bọn họ động thủ, Lâm Lâm không thở, không có phòng bị. Anh Tống, ngu ngốc, thật sự cho rằng tôi không có phòng ngự sao? Vừa rồi, Lâm Lam và Tống Cương hoán đổi vị trí, đó là năng lực của thở thương. Lãng phí kỹ năng bảo mạng thở thương của tôi. Lâm Đằng,
Cậu làm được đó. Tôi phá tay phải của cậu trước, để xem cậu có thể lấy gì để đối kháng với tôi đi. Thí dạ, thí quyết dạ, giao cho tôi. Các cậu giải quyết chiến trường, bắt đầu thu hoạch lý cung. Vâng đại lão, giao trang bị và điểm tín dụng ra đây, tao sẽ tha mạng cho mày. Bằng không tao có cách khiến cho mày sống không bằng chết. Mày còn không nói, vậy thì phở nó tay trái vậy. Muốn giết thì giết, hôm nay lòng quỷ cũng không tha cho các ngươi. Tôi giao, tôi sẽ giao, các người đừng giết tôi, cũng đừng có hành hạ tôi. Vốn là thằng nhóc mày biết điều, nhưng đáng tiếc, lão đại đã ra lệnh phải nghiền nát tay chân của mày. Không đã, dù muốn làm tôi tàn phớ, cũng phải đợi tôi chiến khổ xong đã rồi nói. Cơ hội phản sát ở vòng thứ 7, mình phải nghĩ cách kéo dài đến vòng cuối cùng. Vòng thứ 6 đã kết thúc, mỗi người bỏ phiếu có tiến vào vòng thứ 7 hay không trận chiến cuối cùng. Là lúc này. Xin mời tiến vào vòng thứ 7 độ khó cao nhất. Rất ít người biết chỉ cần đăng ký độ khó cao nhất không còn phải bỏ phiếu, phó bản cũng sẽ tiếp tục. Có người xác nhận tiến vào vòng tiếp theo trận chiến vòng thứ 7 độ khó cao nhất sắp bắt đầu. Bước vào vòng tiếp theo không phải lão đại nói là thu hoạch xong sẽ giải tán sao? Chuyện này là sao? Không phải bỏ phiếu 70% mới có thể quyết định sao? Nghe nói, vòng 7 có thể biến gì cấp 3? Lão đại không chịu nổi đâu. Ý trời, lôi chân tập các người, đồng vi vũ tấn đi. Tống Cương, có phải cậu làm không? Tôi giết chết cậu. Tống Cường, Lâm Đạnh, còn được không? Nếu còn được thì hãy mau chóng trốn đi càng xa càng tốt. Là Diệp Lâm, có chuyển biến rồi. Lâm Lam chắc cô vẫn chưa biết nhỉ? Thở dĩ biến cấp 3 của trí tuệ sẽ ưu tiên giúp người dị năng cao cấp trước. Chỉ cần cô bị quấn vào trong không thoát ra được, tôi sẽ chắc chắn mình có thể dùng một chiêu đánh bại tất cả. Đừng giết tôi mà, tôi sẽ mở bản thuộc tính với cá nhân và ngài có thể tự mình xem. Danh tính: Lý Phú Quý, NPC phó bản cấp độ 0, Thiên Phú Kim Hồ Khâu Giác, Thương Nhân Dũi, Kim Hồ Khâu Giác, được kỹ năng giả sử dụng có thể phát hiện bất kỳ thứ gì trong túi đồ vật của mục tiêu. Thương Nhân Dũi, khi giao dịch tự động tăng giá lên 10%, bên kia sẽ không thể phát hiện ra nó, cho đến khi quá trình thay đổi và giao dịch hoàn tất. Phí thành viên trong quá trình giao dịch 5% số tiền sẽ tự động được khấu trừ và giữ làm của riêng bạn. Hiệu ứng này miễn nhiễm với bất kỳ quy tắc giao dịch nào. Là NPC à? Ngươi làm sao có thể chạy thoát ra khỏi cái phó bản chứ? Chẳng lẽ ngay cả khi vừa được sinh ra đã có ý thức rồi à? Thực ra tôi cũng không biết tại sao tôi lại xuất hiện ở đây nữa. Từ lúc có ý thức thì tôi đã ở ngồi này rồi. Đại nhân à, ngài có thể tha cho tôi được không? Ba kỹ năng của cậu ta đều là bút của hệ thống, cả thức tỉnh giả vĩnh viễn không thể học được. Nếu như có thể bắt hắn giúp mình giao dịch với làm ăn thì có thể tiết kiệm được một khoản rồi. Ký vào khế ước này đi, rồi tôi sẽ tha chết cho người. Khế ước nô bộc, một khi đã ký thì nếu mà phản bội thì sẽ bị giết ngay tức khắc. Nếu mà ngươi không đáp ứng thì tôi sẽ giết ngươi luôn. Ấy, tôi ký mà. Lỡ Phú Quý đã ký vào chứng thư, bắt đầu mới giao diện của tiểu đội chủ nhân Dạ Ninh, nhị giai sơ cấp, bộc nhân. Lý Phú Quý không có cấp lòng trung thành 60/100. Kể từ bây giờ cậu sẽ đi theo tôi, chúng ta chính là đồng đội của nhau. Đồng đội có gì cơ chứ? Rõ ràng là cường hành người làm mà sao tôi lại xui xẻo thế này cơ chứ? Không phải gặp thổ hào thì cũng là ác bá. Những thứ đồ bị đám thổ hào cướp đều thuộc về người hết. Thật sao? Đa tạ chủ nhân, người đúng là chủ nhân hào phóng nhất thế gian mà. Bộc nhân, độ trung thành của Lý Phú Quý +1/+1. Độ trung thành cũng dở lấy quá đi à. Phú Quý à, giúp tôi bán tất cả trang bị ngoại trừ áo giáp hết huyết hồn và phá thối khải giáp. Còn mua thì mua quả thực nè. Ngoài ra hãy mua một không gian lưu trữ to hơn, tiền cho cậu một căn phòng nữa. Thường thì cậu sẽ ở lại và giúp tôi quản lý tài sản giúp tôi. Chủ nhân thật là tốt, cứ để tôi quản lý chỗ. Chủ nhân à, ngài là người hôn phí nhất mà tôi từng gặp đó. Những người khác cái đời cũng không thể ăn nổi cái quả thực, vậy mà ngài lại ăn nó như ăn cơm vậy. Quay vợ tính toán sổ sách của cậu đi. Đã sử dụng quả thực sức mạnh cộng 1. Đã sử dụng quả thực sức mạnh cộng 1. Đã sử dụng quả thực sức mạnh cộng 1. Sức mạnh 25, nhanh nhận 25, thể chất 25. Cuối cùng cũng tăng thêm được 25 điểm rồi. Tu luyện kiếm kỹ cấp bơ ảnh tập.
Đã học kiếm kỹ mới ảnh tập nâng cấp kỹ năng thành công kỹ năng ảnh tập đã được nâng cấp thành kỹ năng cấp SSS. Thứ nghiêng trọng. Thứ nghiêng trọng hiệu ứng kỹ năng xuyên thuật một vết nứt ở giữa không gian. Nhận được hiệu quả trở thành bất khả chiến bại trong một giây. Vượt qua tất cả các phòng ngự. Thứ nghiêng trọng á. Phá vỡ không gian vượt qua tất cả các phòng ngự cũng biến thái quá đi. Ngày mai mình đi phá bản chiến trường tàn tích đỡ thử mới được. Bạn có muốn tham gia vào chiến trường tàn tích hay không? Độ khó cấp bơ. Xin chào, tôi là Trần Dũng. Đây là em gái của tôi, Trần Dâu. Chúng tôi đều là nhị giai sơ cấp cả. Tôi thấy hệ thống thông báo là có đồng đội nhị giai cao cấp, chắc là cậu đúng không? Nhưng mà thấy tuổi tác của cậu cũng trẻ quá đi à. Không phải là thực lực có bị đánh giá nhầm đó. Em gái à, không được nói linh tinh. Đánh giá vào trang phục của họ, họ có lẽ là con nhà binh thế hệ thứ hai, thậm chí hoặc là thế hệ thứ ba thì phải. Tốt nhất là mình nên cẩn trọng hơn. Cậu đừng có để ý nha, em gái tôi từ nhỏ được nuông chiều sinh hư rồi. Hai người cứ gọi tôi là Diệp Lâm là được. Chiến trường tàn tích đã khởi động sự kiện đặc biệt, sẽ bắt đầu sau 3 phút nữa, mong các vị chuẩn bị. Sự kiện đặc biệt sao? Được, để chỉ biết rằng những sự kiện đặc biệt, sự kiện siêu nhiên và sự kiện lan truyền được coi là tam đại bí ẩn của toàn thế. Đây là lần đầu mà tiếp xúc với sự kiện phó bản đặc biệt này. Diệp Hinh à, đừng lo lắng, mặc dù những sự kiện đặc biệt là sản phẩm của thế lực siêu nhiên. Nhưng theo những gì tôi biết, chiến trường tàn tích là một sự kiện đặc biệt tương đối là an toàn. Nó không có hạn chế về nhiệm vụ cậu có thể thoát ra bất cứ khi nào miễn là cậu thoát qua trận chiến. Sự kiện đặc biệt này là sự lặp lại lịch sử chiến tranh xảy ra ngay khi tận thế lần đầu tiên nổ ra. Kẻ địch của chúng ta chính là thi triều bình thường và biến dị thở. Diệp Hinh, chúng ta xuống giải quyết cái tên biến dị thở đi. Trần Giao à, ở trên này, cứ vậy mà quyết đoán như thế sao? Anh à, người này cũng quá là vô lễ rồi đó. Diệp Hinh quả đúng là nhị giai cao cấp đó, nhanh như thế mà đã giải quyết xong rồi. Nhưng mà anh em chúng tôi sẽ không chịu kém đâu. Diệp Hinh à, chúng ta cùng cố gắng giữ trận thật lâu nhé. Khi không thể cầm cự được nữa, tôi vẫn có thể triệu hoán các vong linh binh sĩ để bọn chúng chiến đấu thay cho chúng ta. Để đạt được tối đa hóa lợi ích. Triệu hoán vong linh binh sĩ à? Ở kiếp trước mình chỉ nghĩ là những cái tin đồn như thế này đều được quân đội bí mật gì nắm giữ. Thật không ngờ lại là thật à. Cơ mà đó chính là đạo bí mật của quân đội. Khi quay về cậu đừng có nói ra ngoài đó nha. Cẩn thận là ở đằng sau kìa. Hư không khống vật sau. Chỉ một chiêu mà đã diệt sát được con nhất giai cao cấp à. Cuộc chiến khởi động đã kết thúc. Một cuộc chiến liên luyện vi mô lớn sẽ bắt đầu sau 3 phút nữa. Diệp Hinh. Hình hút thuốc không? Cái này là do quân khu đặc biệt cung cấp, cảm ơn cậu rất nhiều vì đã cứu mạng của tôi vừa rồi. Tôi không hút đâu, xin đa tạ. Nghe nói cái thứ này ở tận thế rất hiếm có. Xem ra thân phận của anh cũng không đơn giản nhỉ. Nói thật với cậu Diệp, ông nội tôi là phó tư lệnh chiến khu Hoa Bắc. Còn bố tôi là tư lệnh an ninh khu 191, cả hai người đều là tam gia rồi. Hiện tại tôi cũng đang tổ chức lực lượng của mình. Tôi nghĩ Diệp Hinh nó chỉ đi có một mình. Nên chắc Hinh nó chưa gia nhập lực lượng nào nhỉ? Hay là... Xin lỗi, tôi đã quen với một mình rồi. Ơ, Diệp Hinh à, anh nghe xong từ chối cũng không muộn mà. Chỉ còn cậu chịu làm cấp phó của tôi, thì ngay từ ban đầu tôi sẽ cấp cho cậu đãi ngộ cấp chính thức. Mỗi tháng 3.000 điểm tín dụng, tự bản thân tôi sẽ thơm cho cậu 1.000 điểm nữa. Ngồi ra tôi cũng có thể đăng ký miễn phí vũ khí màu lam cho cậu. Ngay cả những người trong gia đình của cậu cũng có thể tham gia quân bộ. Anh à, anh không bị gì đó chứ. Cho dù thực lực là của cậu không tệ, nhưng mà cũng không đến mức như vậy đâu. Chuyện này tôi không có hứng thú. Tăng triệu quy mô lớn sắp bắt đầu rồi. Trước tiên hãy chuẩn bị để chiến đấu cái đã. Còn muốn lừa bắt tôi sao? Đợi đến khi tôi lên cấp 3 thì cũng vẫn được, không kém những cái thứ của các người đâu. Những điều kiện vừa rồi đối với nhĩ giai đúng là đãi ngộ trên trời. Mà biết bao nhiêu người cầu mà mình còn không thèm, thế mà cậu ta lại từ chối luôn kìa. Cái đồ không biết điều. Cậu ta nghĩ cậu ta là ai cơ chứ? Đừng có nói là nhị giai cao cấp, thậm chí là nhị giai đỉnh phong thì chúng ta vượt được cả mớ mà. Nửa tiếng sau, Diệp Hinh à, ở bên này tôi giữ không nổi nữa, chúng ta triệu hoán binh sĩ rồi rút lui đi. Chờ thêm một lát nữa đi, anh kéo cái con quái lại gần tôi hơn chút. Được rồi, cậu trốn lên chỗ tường thành này đi đã. Thiên khích lơ quan. Cái này, cậu ta là tam giai sao? Không thể nào, một tam giai bình thường cũng không thấp một chiêu miễu sát được vài cái tên biến thái. Vài cái tên biến dị thở được đâu, huống hồ đây còn có là nhị giai đỉnh phong nữa. Chả trách cậu ta lại không thèm để ý mấy cái lời mời của mình.
Chiêu này so với ba và ông nội còn lợi hại hơn nhiều. Bây giờ thì anh hãy triệu hồi các binh sĩ đi. Tại sao vậy? Cậu lợi hại như thế cơ mà, chưa đến lúc bước ngọt thì không cần phải. Nếu như Diệp các hạ đã nói như vậy, thì chúng ta cứ làm trước đi đã. Maran, Maran, Maran. Chuẩn bị chiến đấu. Bảo vệ tuyến phòng ngự trung đoàn pháo binh số 1 đã sẵn sàng khai hỏa. Giết nó. Diệp các hạ, tiếp sau đây thì chúng ta ngồi nhìn là được rồi. Tuy nhiên những người lính này chỉ có thể chống cự được một lúc sau khi giết chết một tăng triều thôi. Là họ sẽ biến mất. Hai người đứng đợi ở đây nhá. Vừa nãy cái xác cái con nhị gia đỉnh phong mà mình không thấy món trang bị màu làm truyền thuyết gì cả. Mình đoán chắc phải đợi đến lúc triệu hồn đám binh sĩ xong thì nó mới xuất hiện được. Theo trực giác của mình thì nó chắc chắn đang ở trong khu vực này. Tìm thấy rồi. Quả nhiên là nó mà. Kết hợp nhiệm vụ đặc biệt với Duy Nguyễn. Tìm ra nguyên nhân gây án chiến trường đổ nát và giải quyết vấn đề đó. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ bạn sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt. Nhiệm vụ đặc biệt là Duy Nguyễn à? Hắn là có liên quan đến cuốn nhật ký này đây.